bỏ chứ nó còn nó bèo rồi quá. Là sẽ mở hàng con này đây này, mở hàng này. Alo 1 2 3 4 5 6. Em chào toàn thể các chị yêu mới vào nhé. Alo alo 1 2 3 4 5 6. Ôi dồi ôi, đẹp tám ăn rồi. Trời ơi nó đẹp. Đẹp tám ăn. Em chào các chị yêu nha. Các chị ơi, alo 1 2 3 4. Chúng tôi đang thử máy. Hiện là máy đang thử chúng tôi nha. Em chào chị Nguyễn Thị Nga nha. Em chào chị Phương Trang Huỳnh. Chào toàn thể các chị yêu nha. Bỏ máy mất. Alo 1 2 3 4. Em chào toàn thể các chị yêu mới vào nha các chị ơi. Các chị ơi vào xem live cho em xin giúp chia sẻ nhé. Hôm nay chú Phương tri ân cuối tháng ha. Chú Phương sẽ bán rất là rẻ. Rất là mong các chị vào ủng hộ em, chia sẻ bài giúp em tay nhé. Để cho mọi người vào ủng hộ em đông đông một chút nha các chị nhé. Alo alo 1 2 3 4. 1 2 4 alo. Có ai nhìn thấy em không? Có ai nhìn thấy em không? Cái chị đang mặc đã eo bao nhiêu? Dạ eo từ 65 căng cái chun ra được tới eo 95, lụa pháp đỉnh của đỉnh. Chú Phương mặc con này bao đẹp đúng không? Đây là một con tiểu thư, cổ của nó cổ bèo, nữ hoàng, lụa pháp trên 1 triệu một con. Em bán tặng các chị 250 mặc vết ha. Miễn ship luôn. Em tặng các chị giá 250 để các chị mặc Tết, mua về bán Tết luôn. 250.000 một con Âu như thế này á, Âu lụa pháp như thế này. Các chị thấy nó phê không? Trời ơi, em nói mặc lên là không muốn cởi ra đâu, sướng lắm. Bao sướng cho em. Cái chất bao sướng cho em. Bao sướng ha, em bán tặng các chị 250 miễn ship ha. Cái màu trắng này nó rất là xinh. Mặc rất là sang trọng ha các chị. Eo từ 65 đến eo 95 lận các chị ạ, dễ mặc ha. Mua về tặng các chị, mua về tặng. Mua về mặc, mua về tặng ha. Màu trắng thì bao giờ nhìn nó cũng trẻ trung ha các chị. Nó không kén tuổi, cũng không kén dáng, không kén da ha. Ai cũng mặc được, cho nên mình có thể tặng cho bất cứ kỳ ai cũng được hết. Các chị nhận đi rồi các chị sẽ thấy nó đẹp kinh khủng ha. Con đầm trên 1 triệu chứ không phải rẻ ha. Mà chú Phương tặng các chị giá có 250 thôi đấy. Để các chị mặc Tết đấy. Đấy, cho nên là các chị nào mà thích á, mẫu em mặc thì bảo nhá. Chị nào lấy mẫu em mặc thì lên mẫu em mặc ha. Bây giờ thì chú Phương sẽ tranh thủ chia sẻ bài. Rồi mình sẽ, hôm nay chú Phương sẽ chị ân đầm, nhiều đầm lắm, giá cực kỳ rẻ luôn. Chuẩn bị là 2 ngày nữa là tới ngày trả lương rồi. Chú Phương chị ân hết cỡ. Hết cỡ có thể để trả lương nhân viên trong 2 ngày ha. Rất là mong các chị yêu nhà mình vào ủng hộ em nhiệt tình ha, để có kinh phí trả lương cho nhân viên ha. Em chào toàn thể các chị yêu mới vào nhá. Chào chị Sa Diễm nhá. Chào chị Trần Hiền này. Chào chị Hiền Quảng. Chào toàn thể các chị yêu mới vào nhá các chị ơi. Alo alo alo. Alo alo. Em chào chị Hạnh Phúc nha. Chào toàn thể các chị yêu nhá. Chào chị Bình An nhá. Chào toàn thể các chị yêu đang xem live của em nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga đã giúp em chia sẻ bài nha chị ơi. Cảm ơn chị rất nhiều nhá. Em chào chị Xuân Lan nhá. Các chị ơi các chị vào xem live giúp em chia sẻ bài nhá. Mỗi chị giúp em ủng hộ một cái đầm thôi ha, là em cũng mừng lắm rồi ha. Nhà em tới mấy ngàn người khách. Mỗi một người ủng hộ em một cái đầm thôi là em mừng lắm rồi ha các chị. Là chúc Phương cho dù khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, một người không có thể ủng hộ em được vài chục cái, vài trăm cái, nhưng một người có thể ủng hộ em được một cái, vậy thì vài ngàn người có thể ủng hộ em được vài ngàn cái. Thì với cái vấn đề mà trả lương cho nhân viên cuối tháng mấy chục người thì các chị đã ủng hộ em như thế thì không có gì mà em không làm được, đúng không các chị? Rất là mong các chị vào ủng hộ em mỗi người một cái đầm cũng được. Em cảm ơn nhé, để có kinh phí trả lương cho nhân viên cuối tháng các chị ha. Hôm nay thì chú Phương sẽ
sale đẹp ga hết mức có thể trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu không đủ, tối mai chúng Phương sẽ sale tiếp ngày mai nữa nhé. Ngày mai chúng Phương sẽ sale tiếp ngày mai, còn nếu ok rồi thì chúng Phương chỉ sale một tối ngày hôm nay thôi ha. Để trả lương cho nhân viên các chị nhé. Rất là mong các chị vào giúp em chia sẻ bài mạnh tay, cũng như là ủng hộ hàng giúp em nhé. Em chào toàn thể các chị yêu nhé, chào chị Trí Nguyễn nhé, chào chị Anh Thư Nguyễn Đoàn nhé, chào các chị yêu nhé, chào chị Quyên Thúy hả? Cảm ơn chị Quyên Thúy rất nhiều nhé, luôn ủng hộ em, cảm ơn chị yêu nhé. Em chào chị Tranh Dây nhé, chào chị Hồng Ly nhé, chào em Bảo Ngọc nha, chào các chị yêu nhé. Chị Tranh Dây ơi, hôm nay ủng hộ em với nhá. Các chị ơi, hôm nay vào ủng hộ em nha. Cuối tháng rồi, chúc Phương tranh thủ trả lương cho nhân viên. Rất là mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị xỉ lẻ gần xa ha, để chúc Phương có kinh phí để trả lương cho nhân viên ha. Tết cũng tới nơi rồi ha, ai cũng khó khăn. Để mà nói ai mà mua được vài chục cái đầm thì phải nói là cũng rất là khó khăn rồi. Tại vì các chị này phải cơm áo gạo tiền đủ thứ hết ha, đủ thứ để chi trả hết trong cái dịp Tết này. Nhưng không xin nhiều, chỉ xin các chị mỗi người ủng hộ em một cái, em mừng rồi ha các chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Em chào chị Minh Thiên Trần nhé. Chị Minh Thiên Trần đúng giữ lời hứa luôn. Em tuy là em không có like nhưng em vẫn nghe anh nhân viên nhà em đọc tên chị tốt đơn cho chị. Em cũng thấy là chị rất là giữ lời hứa. Cảm ơn chị rất là nhiều nhé, luôn ủng hộ em. Cảm ơn chị Minh Thiên Trần rất nhiều nhé. Em chào toàn thể các chị yêu nhé, chào chị Loan Trương nhé, chào chị Hà Phạm nhé, chào các chị yêu nhé. Các chị ơi, chia sẻ bài giùm em với, chia sẻ bài giùm em với. Em chia sẻ cái này mình vào luôn nè. Rồi em sẽ thông báo. Ôi ôi, sao không nhìn thấy? 1, 2, 3. Đây. Rồi để em chia sẻ với trang cá nhân cái rồi mình tiến hành tri ân luôn các chị ạ. Hôm nay chú Phương lên trễ các chị. Mấy nay chú Phương đang tranh thủ làm hàng á. Làm hàng cho nhanh. Hàng bên Nhật, bên Nhật làm cực lắm các chị, giặt ủi cực lắm. Phải tranh thủ làm thật là nhanh. Để còn bán Tết ha các chị. Để bán khai xuân nữa. Nhiều việc quá. Để lên được trên đây là phải ăn vồ ăn vập đấy. Còn nếu ngày hôm qua là không được ăn luôn đó các chị. Không kịp ăn luôn á. Cái gì vậy, đứa nào đánh nhau vậy? Rồi em chia sẻ bài xong rồi, các chị vào ủng hộ em, giúp em chia sẻ bài giúp em với nhé. Vân gửi hết chưa Vân? Sao không nhìn thấy? Đâu, bên nào? Có ai không? Có, chị vào trong Messenger là chị đấy rồi, nhưng mà mấy đó ở trên đầu chị đấy. Ồ, trên đầu luôn hả? Ủa lụa. Mấy xấu. À, chơi một bảng với luôn hả? Em có nên nó mở nó không ra? Không ra. Sao chứ? Nó mở nó không có ra. Chị có Zalo đúng không? Có, mày mở bỏ mình vào nhóm. Đây này, điện thoại mày làm gì mày làm đi. Cho tao làm việc đấy. Điện thoại đấy mày làm việc. Em chào chị Thoa Nguyễn nhá. Chị Thoa Nguyễn ơi, cái này em bán tặng. Cái này đầm lụa Pháp mà các chị. Lụa Pháp mà chả đẹp. Lụa Pháp mà. Đầm Vin Âu lụa Pháp mà. Cái này em bán tặng các chị có 250 đấy. Eo từ 65 đến eo 95 đấy, cũng có 250.000 thôi đấy. Lụa Pháp hơn 1 triệu cái đấy các chị. Chị nào lấy mẫu em mặc thì lấy nhá, 250 một cái. Em cảm ơn chị Đồng Hương rất nhiều, chào toàn thể các chị yêu mới vào nhá. Chào chị Trần Kim Vân, chào chị Sáu Bùi nhá. Chào chị... đọc đi. Ghê gì? Em chào toàn thể các chị yêu nhá, chào toàn thể các chị yêu. Mẫu em đang mặc này các chị ơi, màu trắng em có 7 mẫu nhá các chị nhá. Lụa Pháp, cái này á. 250 cho chị VC Loli. Mẫu của em đang mặc là 250.000, mã số 1. Eo từ 65 cho đến eo 95, lụa Pháp nhé các chị nhé, lụa Pháp. Cái này Trúc Phương dành tặng cái giá đặc biệt nhất đến cho các chị mua về mặc Tết và mua về bán Tết nhé. Giữ một con lụa Pháp như này tới hơn 1 triệu lận các chị. Một cái cho chị Hoài. Ôi, chào em Vũ Bình nha. Chào em Vũ Bình nha, Vũ Bình ơi, chào em Vũ Bình nha. Khỏe không em ơi, cố gắng nha em nhé, gần Tết thôi khó khăn nha.
ai bán hàng gần Tết cũng gặp khó khăn vì khách hàng ai cũng khó khăn, ai cũng thủ tiền để xài Tết, để đón Tết. Cho nên là chị em mình bán hàng hơi khó khăn. Cố gắng em nhé, cố gắng. Em chào chị Lê Kiển, chào toàn thể các chị yêu nhé. Chị nào lấy mẫu em mặc thì 250.000. Hôm nay là chúc Phương tri ân để lấy tiền trả lương nhân viên cuối tháng. Dự định là trong 2 ngày, nhưng nếu một ngày hôm nay tối nay đủ thì tối mai em sẽ ngưng tri ân ha. Tri ân với cái mức hết cỡ. Rất là mong các chị vào ủng hộ em để có kinh phí trả lương cho nhân viên trong 2 ngày cuối tháng ha. Cảm ơn trước các chị nhé. Em cảm ơn trước, bây giờ bắt đầu ha. Bây giờ em sẽ lên đủ cái mẫu màu trắng này, có 7 mẫu nha các chị. Có 7 mẫu. Form Âu lụa Pháp. Mẫu của em đang mặc là tiểu thư hoàng gia. Tiểu thư bánh bèo như thế này. Đây. Rất là cưng nhá. Cái này nó gọi là tiểu thư sang chảnh nha các chị. Lụa Pháp, các chị nhìn này. Đẹp không? Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg các chị mang đẹp cho em. Đẹp không? Con này lên mã 1 cho em. Mã 1 250.000 em miễn ship tận đường luôn. Rồi con này số 2. Chị nào hôm qua chốt rồi thì hôm nay đừng chốt nữa, kẻo trùng nhá. Con này cho em. Còn các chị muốn mua thêm về tặng thì mua nhá. Vì nó đẹp lắm. Cái này nó yêu lắm. Ôi dồi ôi, con này hôm qua em mặc yêu dã man luôn á. Má yêu. Con này là eo từ 65 đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Cổ tròn, tay tiểu thư nhá. Yêu ơi xinh lắm các chị ơi. Che cho mình cái vai u thịt bắp. Đẹp cực kỳ luôn. Đi tiệc, đi làm, đi đâu cũng đẹp các chị. Đấy. Về dừa, con này số 2 nhá. 250.000 miễn ship cho em. Đẹp không các chị? Đó, về dừa màu trắng đẹp chưa? Số 2 nhá, số 2. Rồi, chị nào thích tay dài. Số 3. Đẹp như này cho em. Đẹp như này cho em. Lụa Pháp các chị nhá, rất đẹp. Phê không? Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. Hai cho chị Vũ Quỳnh. Ừ. Số 3 là con đang cầm. Đây này con. Hai cho chị Vê Si La Lê. Đi ra lấy mẫu thêm đi. Tao cầm được nó ấy của tao sao? Đi ra lấy mẫu một cái đi em. 7 mẫu 7 cái. Số 2 là cái con này đó. Con này số 3 cho em. Em đang mặc là số 1. Cổ sơ mi. Các chị ơi, đúng ra mình mặc cái hàng này là phải mặc như này. Tại vì sao? Mặc đúng kiểu luôn á, đúng kiểu vin luôn đấy nhá các chị. Tại vì em mặc ở nhà thì em cứ bực cởi cổ cũ thôi. Đúng kiểu vin của người ta lên cho em như này. Và mình có thể mix thêm nơ này kia trên cổ ha. Nó mới đúng kiểu các chị nhá. Đúng kiểu tiểu thư luôn. Đó, nó lên đúng kiểu tiểu thư cho em như thế này nha. Xinh không các chị? Có cái nơ thắt ở đây nữa em, báo đẹp luôn á. Trời ơi đẹp đã mang luôn á. Con em mặc là số 1. Cổ sơ mi đèo ngực. Một tay ngắn. Chị Hồng Nguyễn Thị. Em nói các chị cứ mix em một cái nơ rất là xinh luôn. Mày lấy cho tím cái nơ màu đỏ ngay bàn đó. Chấm bi đỏ. Đẹp cực kỳ luôn á. Cái này em tốt rồi các chị ơi, em tốt con này rồi đấy. Ừ. Các chị có thể dùng khăn lụa để thắt. Hoặc là các chị có thể dùng nơ như thế này để cài vô nhé các chị. Tùy theo các chị ha. Tùy theo mình ê, mày lấy cái băng keo mày cuốn chỗ này cho chị ơi. Kéo tao đưa một con lụa nó chảy dĩa rồi. Con đang mặc số 1, con này số 2 và con này số 3. Số 3 đây. Cái này mắc tiền lắm các chị. Lụa Pháp trên 1 triệu của con đấy. Các chị nhìn này. Mấy mét vải mới được một con đầm như thế này ha. May hai lớp xịt sò nhá. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Chúc Phương bán tặng các chị 250 miễn ship thôi. Đó. Em đang mặc là số 1. Cổ tròn số 2. Cái này yêu không? Nó che hết cái vai u thịt bắp cho mình luôn. Cưng cực kỳ luôn. Cái này số 2 cho em. Còn em đang cầm bên đây là số 3. Tay dài số 3. Eo từ 65 đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg nhá. Lên em số 3. Số 3 cho em 250.000 để miễn ship luôn nha. Hả? Để chỗ em thở không được. Mà để quay đi thì em cũng không chịu được. Hả? Khổ ở. Già khổ ở tội gì. Khổ thiệt. Con này cho em. Con này lên cho em mã số 4. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. Lụa Pháp form Âu. Đẹp quá các chị ơi. 250.000 và được miễn ship. Lên em mã số 4 nha. Số 4 cho em. Yêu ơi đẹp lắm các chị. Mua về mà tặng ha. Mua về mà tặng. Ở đây nữa, trên này nữa. Đây nữa. Quan trọng là cái đầu này em này. Cái đầu này. Rồi tiếp tục nha. Yêu ơi nhiều con đẹp lắm các chị ơi. Đây có 7 mẫu tất cả các chị nhé. 7 mẫu tất cả. Chị nào yêu thích gầm cột nơ tiểu thư thì lên cho em số 5. Đẹp đã man luôn. Các chị nhìn cái tay này. Nhìn này. Nó phê như này này. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp luôn nha các chị nhé. Con này lên em số 5. 250.000 và được miễn ship luôn nha.
được xem hàng thoải mái giùm em. Lụa Pháp màu trắng nha các chị. Màu trắng là một cái màu rất là hợp với mọi người và ai cũng mặc được, và các chị đem tặng thoải mái được ha. Cực kỳ đẹp luôn nha các chị, mà làm cho các chị sáng khuôn mặt lên và trẻ ra nha các chị nhá. Con này cho em nhá, số 5. Số 3 là con này các chị ơi. Số 3 đây. Số 3 đây. Số 2 cổ tròn. Đây số 2 đây, cổ tròn tay vòng tiểu thư đây. Cái này nó che đi cái vai ôm thịt bắp của mình rất là đẹp nha các chị. Đẹp như này ha. Đó, con này số 2 cho em. Mã 2, mã 2. Các chị có thể mix thêm nơ nha các chị. 3, 2, 3, chứ chị thương thương. Các chị có thể mix thêm nơ, thắt nơ hoặc là nơ cài, tùy ý nha các chị. Nói chung là nó rất là xinh. 5 cho chị Ngọc Diễm. Mình chị Ngọc Diễm vào ngày tin nhắn Messenger cho dùm em số vài địa chỉ nha chị ơi. Trời ơi xinh quá. Xinh quá. Chị nào mua từ 3 cái đầm này trở lên em tặng một cái nơ. Chơi không? Dạ chơi không? Mua từ 3 cái đầm như vậy em tặng một cái nơ. Cái nơ là Trúc Phương order từ nước ngoài về nha các chị. 150 em order từ nước ngoài về đó. Chứ phải nơ mình ấy đâu. Mua từ nước ngoài về luôn á. Chị nào mua từ 3 cái đầm trắng trở lên em tặng một cái nơ. Ngẫu nhiên nhé. Có nơ đỏ, nơ hồng, chấm bi đen, đủ thứ ha. Nói chung là ngẫu nhiên nhé. Chứ nhiều khi màu đỏ ai cũng đòi hết làm sao đúng không? Đó. Em đang mặc là số 1. Số 1 250 miễn ship. Phải không? Đó. Rồi, bây giờ còn mẫu này nữa này. Đây là mẫu gì đây? Con này lên cho em mã số 6. Yêu ơi, con này đẹp đã mà. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Các chị mua con này trên thị trường trên 1 triệu một con đó các chị. Trên 1 triệu một con đấy, lụa Pháp mà. Dê xin em bán 250, các chị mặc bét sướng luôn. Đấy, hôm nay Trúc Phương bán hôm nay là tri ân để trả tiền lương nhân viên. Rất mong các chị tốt là chốt chắc nha. Không được xả hàng của em ra, xả ra là em chặn Facebook đấy nhá. Vì hôm nay Trúc Phương bán rẻ, cực kỳ rẻ, để lo lương cho nhân viên trong 2 ngày cuối tháng. Rất là mong các chị giúp em nhiệt tình nhá. Đừng có chốt chơi chốt bời tội nghiệp em. Rồi, con này cho em lên em số 6, 250.000 miễn ship tận giường tận bếp nha. May hai lớp xịn sò, chất của nó là lụa Pháp đỉnh của chóp nha các chị. Nhìn em này, các chị nhìn em mà có xinh không? Trời ơi, 250 miễn ship không tin nổi luôn á. Trời ơi, con này xinh lắm, em thích con này quá. Em thích con này quá. Rồi, con này số 6 cho em 250.000 nha, từ 45kg tới 70kg mặc đẹp luôn. Con này thì tới eo 90 thôi. Cái này cổ vét nha, cổ vét. Cổ vét đằng trước là eo chép, đằng sau là eo chun. Eo từ 65 cho đến eo 90 thôi. Từ 45kg tới 68kg thôi. 250.000 lên cho em số 7. Chị nào lấy cổ vét thì lên số 7. Chị nào mà lấy cổ vét thì lên số 7 nhá. Cái nào cũng sang hết. Cái nào cũng sang hết. Cái nào cũng trẻ trung hết. Xinh không? Chất lụa Pháp các chị mặc lên không muốn cởi ra luôn. Bảo đảm các chị mặc lên không muốn cởi ra luôn nha. Con này lên số 7 cho em. Số 7. 250.000 một cái miễn ship tận giường tận bếp luôn nha. Yêu lắm các chị ơi. Chốt đi. Chốt về và mặc đi. Rồi bây giờ thì Trúc Phương sẽ lên cái dòng Vin Form Âu. Chất cực kỳ rũ, không có nhăn một tí nào. Và đặc biệt là các chị mặc và vứt vào máy giặt, giặt vài năm nó không cũ nha. Đây là một cái chất cực kỳ rũ, chất lụa rất là rũ nha các chị, rất là sướng. Đã lão, chất lụa đã lắm. Con này eo từ 65 đến eo 95. Eo từ 65 cho đến eo 95. Em bán tặng các chị. Con này bình thường nhà em bán 290.000 một cái. Giá thỉ rồi đấy. Bữa nay Trúc Phương sẽ bán tặng các chị 220.000 nhá. Và được miễn ship luôn. Đẹp không? Giờ sao? Có ai còn nhìn thấy em không? Còn ai nhìn thấy em không? Chứ em thấy em đứng im mà. Hình như... chị Thái Hiền. Có ai còn nhìn thấy em không? Một là cái gì đây? Con em đang cầm tay đúng không chị Thái Hiền? Chị Thái Hiền ơi. Con em đang cầm tay đúng không? Mạng yếu quá không xem được em ơi, chết mẹ rồi sao? Điện thoại chị đâu rồi, xong chưa? Trả điện thoại cho con nào. Con này 220. Hôm nay Trúc Phương bán tặng 220 để lấy tiền trả lương nhân viên. Những cái con đầm lụa đẹp như thế này các chị nhá, các chị nhận đi. Em bảo đảm các chị cầm về con đầm á, các chị cầm về các chị sướng luôn ha. Không nhăn một tí nào nhá. Cực kỳ đẹp luôn, mắt lạnh mắt rượi luôn. Đấy, các chị vứt vào máy giặt giặt mấy năm không cũ luôn. Đó, con này dã man lắm.
đẹp lắm nhá chị nhá. Con này cho em, chị nào lấy con này lên số 1 cho em nhá. Số 1 cho em, 220 miễn ship nhá. Bình thường nhà Trúc Phương bán sỉ chi ân là 290 là hết cỡ rồi nha. Hôm nay bán tặng các chị 220 mà vẫn được miễn ship nha các chị. 220.000 miễn ship lên số 1 cho em. Chị nào nhanh còn cộng hết nhá, vì cái này nó mắc tiền đó các chị. Trúc Phương bán tặng các chị giá rẻ quá trời ha. Đây. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. Cái eo từ 65 cho đến eo 95. Đẹp quá. À, cái con một trắng à, vậy con này chị nào lấy con này đứng với số 1 nó sợ nó nhầm, bây giờ con này số 8 đi ha. Số 8 đi. Vừa tại thì nó lộn mấy con trắng rồi, em lên tới 7 số rồi. Các chị lấy số 8 con này cho em nhé, số 8 cho chị Tuyết nha. Số 8 là con này nha các chị nhé, con hoa này. Con hoa quá trời đẹp ha. 1 2 3 4 5. Con tay dài cổ sơ mi có bèo vai á. Ờ phải không? Cổ gì? Cổ thắt nơ mà, ta bím mà. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, thứ này. Bởi vậy đó, cổ thắt bím chị thắt nơ cái gì. Vậy đó. Thắt cái bụng què gì. Rồi, rồi các chị ơi, alo, còn ai nhìn thấy em không? Còn ai nhìn thấy em không? Tại vì mạng bên này đang đứng á. Mạng bên này đang đứng á, các chị rớt view hết sơn rồi. Rớt hết sơn rồi. Không, mọi người coi không được, rớt hết sơn rồi. Rớt view hết sơn rồi, buồn đến rồi. Rồi, các chị ơi, con này cho em mã số 8 nhá. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. 220.000 và được miễn ship luôn nha. Con này lên cho em mã số 8 nha. Số 8, đẹp quá à. Các chị thấy nó phê không? Con đầm Âu mà xòe hết sân khấu như thế này. Đó, đẹp vậy đó. Khổ, có nhiều người lớp lên view rớt quá trời à. View rớt quá rồi. À, view rớt quá trời à. Chị nào nhanh tay lại chân mở hàng, mở họ cho em cái nhá. Alo, còn ai nhìn thấy em không? Chị nào nhanh tay lại chân mở hàng, mở họ cho em nhá. Trời, con này đẹp quá mà mạng đang bị đứng rồi chị ơi. Mạng nó đang bị đứng rồi. Buồn thế. À, chị Hồng Nguyễn Thị, mạng yếu rồi em ơi à. Chết cụ rồi, mạng yếu rồi sao đây? Mạng yếu rồi làm nào? Con này nó đẹp còn hơn viên nhật đó các chị. Con này đẹp còn hơn viên nhật luôn á. Má ơi đã. Nó đẹp còn hơn viên nhật đó các chị. Eo từ 65 đến eo 95 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp nhá. Lên số 8 rồi em. Mã 8. Mã số 8. 220.000 và được miễn ship luôn nha. Đứng hình một quay trong trống. Chết mẹ rồi, mọi người rớt hết trơn rồi sao? Mày kiểm tra wifi. Kiểm tra wifi. Tao cũng bị đứng rồi nè. Cái mỏ tao đang trò ngỏ đây. Chết mẹ rồi, giờ tao bán buồn què gì giờ. Chết rồi làm sao. Ôi em chào chị Trần Tùng nhá. Cảm ơn chị Trần Tùng rất nhiều nhá. Em chào chị Trần Tùng. Chị Trần Tùng ơi, bữa nay em cái dòng này em mua mắc tiền rồi đấy. Cái dòng này nó nặng tay lắm, đã lắm. Dòng lụa em bán tặng tri ân 2 ngày cuối tháng để trả lương nhân viên đấy. Em tri ân rẻ hết cỡ luôn á. Rẻ hết cỡ luôn á. Con này số 8 cho em nhá. Số 8, cảm ơn chị Trần Tùng rất nhiều nhá. Tối nay tri ân như thế này mà bị mạng đứng các chị ơi. Mạng nó đơ, nó không coi được này. Em còn không coi em được này các chị. Yêu ơi, ai cũng không coi được các chị mình này. Em bây giờ em đang cười hên quá. Đang cười xinh quá, hồi nãy cười cái mỏ trò hỏ ghê quá. Chụp cái màn hình lại thôi, trò hỏ ghê quá. Nhìn này, em đứng đơ như vậy, có ai thấy con mẹ em đâu. Các chị thấy không? Có ai nhìn thấy mẹ em đâu, môi gì đâu. Khổ ghê, các chị thấy buồn không? Nhiều khi đầm đẹp, đầm rẻ mà người ta không nhìn thấy mình được, buồn ghê nhỉ. Nắm nào. Như nắm nào. Mạng méo chán nhỉ. Một mình em một cục wifi đấy các chị. Nhà em 3-4 cục wifi đấy. Cái nhà em 3-4 cục wifi đấy. Chưa kể là nhiều cái cục tăng mạng, hút mạng đấy. Má thể luôn đó, trời ơi. Một mình em khu vực này là một cái cục wifi. Và gọi là ông tổ wifi đấy. Cả một cái cục mở Mỹ về đấy các chị. Để cho nó hỗ trợ wifi đấy. Bệnh mẹ tôi. Mà vẫn đứng đơ như con điên này. Buồn thế. Rồi thế làm nào trả lương? Không có ai xem được bán hàng kiểu gì, lấy tiền đâu trả lương.
quỷ, đồ quỷ mà. Mẹ có cái cáp quang người ăn suốt ngày đứt nè. Mẹ cáp quang mà cứ tưởng như dây thông quần đấy, ăn thì mẹ suốt ngày đứt chán nhờ các chị nhỉ. Cứ hỏi hải thành ra là đứt cáp quang. Chả hiểu kiểu gì. Mẹ cáp quang mà cứ tưởng dây thông quần đấy, cứ thành ra đứt, thành ra đứt. Mẹ cứ trèo lên tụt xuống đứt thế sao á, chán. Đứng lắm mà không xem được, đứng lắm, ôi chán thế nhỉ. Giờ sao, lắm nào. Bây giờ lắm nào. Đấy, chị nào không... Trắng cho chị Hồng Nguyễn Thị. Có một số chị xem được thôi. Còn còn đang... Đây, em đang mặc đây, 200 tờ nhé. Đẹp, em đang mặc đẹp lắm luôn đó. Có một vài chị xem được thôi, còn lại toàn là bị đơ, bị đớt hết sơn view em rồi. Thôi bây giờ mình cứ like đi. Like mẹ đi. Rồi bắt đầu chị nào mặc đứng chạy ra. Xong rồi hết đứng chạy vô. Mà nhớ chạy ra là chạy vô nha, đừng chạy đi luôn nha. Chạy đi luôn là xong luôn. Rồi con này em đọc lại nhá, eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Chất lụa cực kỳ rũ nha các chị nhá. Cực kỳ đẹp như thế này. Một con Âu lụa cho em nhá. Con này lên cho em mã số 8. Số 8, 220.000 và được miễn ship nhá. Số 8 nhá. Chúc mừng chị nào xem được. Và chị... cũng chúc mừng chị nào không xem được. Vì xem được thì tốn tiền, mà không xem được thì không tốn tiền. Còn xem được tốn tiền nhưng mà lại được đầm đẹp. Trời ơi, nó đẹp mà nó rũ lắm. Em nói nó siêu rũ mà. Đã lắm các chị ơi, cầm nó đã lắm. Cầm nó đã như thế này này. Em nói là các chị mặc đi rồi dùng vào máy giặt, giặt vài năm vẫn còn mới nguyên, chưa có cũ luôn á. Cái dòng này nó đã lắm. Các chị mặc hoài nó vẫn vậy á. Em mặc cái dòng này em biết mà. Nó hoài như vậy đó. Con này eo từ 65 đến eo 95 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp, lên mã 9 cho em. Mã 9 nhá, cái này giống viên Nhật y hệt á. Giống viên Nhật quá. Mã số 9 nhá các chị nhá. Cổ tròn tay dài, đẹp như này ha. Con này lên cho em mã số 9 nhá. 220.000 các chị nhá. 220.000 và được miễn ship. Chị Thùy Dương ơi, tối nay em chị Ân kẹt ga, chị Ân tụt quần luôn để đủ kinh phí trả lương cho nhân viên trong 2 ngày. Rất là mong, rất là mong các chị, rất là vui khi gặp các chị và ủng hộ em. Cảm ơn chị và toàn thể các chị nhiều nhá. Rồi số 9 cho chị Thùy Dương nhá. Cảm ơn chị rất nhiều nhá, luôn luôn ủng hộ cho em trong bất cứ hoàn cảnh nào ha. Cảm ơn các chị rất nhiều. Con này cho em, cái này sướng lắm các chị. Khách hàng nhận hàng ấy, cái con đầm nó đã lắm, cầm nó nặng trĩu cái tay như vậy này. Cái này là chất lụa không có nhăn gì đâu các chị này, nó không có nhăn gì đâu. Các chị có vứt vào máy giặt đi, nó không nhăn luôn. Giặt hoài không cũ luôn. Trời ơi đó, ừ, đã lắm. Con này lên em số 10 nhá. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp cho em. 220.000 được miễn ship nha các chị nhá. Đấy, hôm nay chị Ân đặc biệt 220.000 miễn ship lên em số 10 nhá. Mã 10 cho em. Ôi đẹp dã man, có chị thấy giống viên Nhật không? 10 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Rốt cuộc nó giống viên Nhật nhỉ, giống lắm. Mắc in Korea mà còn đẹp hơn viên Nhật luôn. Số 10 cho em nhá, 220 miễn ship luôn. Ui trời ơi. Em nói chị Thùy Dương ơi, nhìn con này giống viên Nhật không? Chị em mình là tín đồ viên Nhật nhỉ. Bà nội cha nó em tưởng viên Nhật gì ạ. Nhìn này. Má tín đồ viên Nhật, nhìn cái này là phê rồi. Em tưởng viên Nhật luôn chị. Nhìn này, trời ơi, eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Mời cho chị Thùy Dương Nguyễn. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Con này lên em mã số 10 nhá. Ê, số 11 nhá, số 11 nhá. Số 11 nè. Mời cho chị Thùy Dương Nguyễn. Ừ, chị lấy số 10 luôn đấy. Chắc là chị lấy số 10 luôn đấy em. Con này cho em mã 11 nhá. Mã 11, 11, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Báo yêu. Trời ơi đẹp quá. Cho chị Mai về. Eo ơi, phim Mắc in Korea mà em tưởng viên Nhật các chị. Này nhìn này, các chị cầm về đi. Nó còn đẹp hơn viên Nhật luôn á, nhìn này. Nếu như một con viên Nhật mà đẹp như này, các chị cứ vứt ra cho em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu một con. Mà con này là con viên Hàn đấy. Thần Linh ơi, nó đẹp lắm. Đùa chứ các chị mang về giặt. 11 cho chị Đô Xe Nguyễn. Các chị mang về giặt dùm em đi, giặt vài năm không cũ đâu. Em mặc cái chất này bao nhiêu rồi, không có cũ đâu. Trời ơi, đã lắm, không nhăn, không cũ, không gì hết trơn đấy. Đã lắm, cầm nó đã như vậy này. Em nói các chị nào mà mê cái viên tầm rồi á, thì khi các chị cầm con này lên á, các chị còn tưởng là viên tầm đấy. Tại vì nó rũ lắm, nó rũ đã lắm, chất lụa đã lắm. Con này lên em mã 11 nha. Mã 11 cho em. Rất là đẹp cho em nha các chị. Trời ơi, cái dòng này nó đã. Em nói nó rũ mà nó không có nhăn đâu. Nhìn này, nó giống viên Nhật không? Cái màu của nó toàn là nhu nhu thôi, rất là đẹp.
Thì dân đùa em thôi. Ê ơi, con này có con à? Em ơi, con này có con thiệt luôn đấy rồi. Chị ơi, con này có con à? Nè, có con à? Trời ơi, xinh không? Con này bán 12 nhá. Trời ơi, đẹp. Các chị nhìn em để trên người này, các chị nhìn này. 12 cho chị thầy Dương Nguyễn. Ê ơi, mấy mét vải mấy? 12 hết nhá. Mấy mét vải mới may được con đầm Âu như vậy các chị ơi. Chứ không phải đơn giản đâu. Này, các chị nhìn con này giống như Nhật không? Em đùa chứ cứ vì Nhật mà được như vậy các chị 1,5 triệu cho em. Á à, ôi, nguyên cái lô này. Một cho chị Trần Thúy Vy. Nguyên cái lô này á. Vào ngay tôi nhắn Messenger cho giùm em số lại địa chỉ nha chị ơi. Nguyên cái lô lụa này em nói thật các chị á. À, cho chị Thùy Dương Nguyễn. Các chị thấy nó giống viên Nhật dã man luôn á, đúng lắm. Em nói là mà viên Nhật mà đẹp như vậy phải 1,5 triệu đúng không? Mà chưa chắc nó đẹp được như vậy đâu các chị, chưa chắc hả? Chưa chắc đẹp được như vậy đâu. Em bảo đảm luôn à. Tính bà dùng viên Nhật ở đây đây, còn đang còn phê đây, đúng không? Đang phê thì mắc in Korea rồi đây. Con này cho em từ 45kg tới 70kg mang đẹp lên em mã số 13, 13, x, mười mấy? 14, 14 đúng chứ? Không ạ? Con này mười mấy? Con này 11, 12, vậy con này 13. Rồi con này 13 cho em nhé, 13, 13. 13, 220.000. Cái này nhà Trúc Phương bỏ sỉ là 290 các chị nhá, tri ân 290. Nhưng mà hôm nay Trúc Phương bán tặng các chị để trả lương nhân viên. Cho nên em bán có 220 và được miễn ship luôn nha các chị nhá. 220.000 và còn được miễn ship nhé. Lên mã 13. Chị Thị Dương có 13 rồi chưa em? Em ơi, em lấy 13 cho chị Thị Dương chưa? Rồi, 13 đây, 13 đây các chị ơi. Chị nào lấy 13 lên 13 nhé. 220 miễn ship luôn. Tay dài. Tay dài cho em. Các chị nhìn này, nó đẹp như này này. Con đầm cầm vã luôn. Cầm con đầm. Nhập diễn bên em không gửi tin nhắn cho chị được. Chị vào tin nhắn Messenger cho dùm em xong lại địa chị nha chị ơi. Cầm con đầm vật vã luôn. Chị Ngọc Diễm ơi, chị Ngọc Diễm ơi, em không gửi tin nhắn cho chị được chị ơi. Chị vào trong tin nhắn Facebook cho em ngay cái địa chỉ và điện thoại chị ơi. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp lên em số 13. 13, 13 cho em. Ui dồi. Có 14 chứ không 13 đâu. 13 đây quên 14 nha quên. Sao nó lộ số từ gương mấy đứa mày thì bố mẹ. Không, con này 11 đúng rồi, 12 hết rồi. Con này 12 hết rồi, con này 13, con này 14. Sorry các chị, con này 14 đó. 14 nhá, 14, 14. Màu đỏ 14 đó. 14 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Con tay dài anh ơi, tay dài cho chị Thùy Dương. Ô cái con này đẹp thế. Cái con quang này. Ừ, đẹp thế. Con này 14 đó các chị, đẹp quá. Em hứa em không nhầm số đâu. Má con này đẹp quá các chị ơi. Trời ơi, nó đã chưa các chị, nhìn này, nhìn cái chất này. Nhìn cái chất đã cực kỳ luôn các chị. Mắt lạnh, mắt lượn, đã lắm. Đẹp chưa? Eo từ 65 đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp cho em. Vinform Âu nhá các chị nhá. Chất lụa đỉnh của chóp luôn. Chất lụa của nó đỉnh của chóp. Con này lên cho em mã số. Mã số 15. Mã số 15 cho em. 15 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Ôi, con này xinh thế nhỉ. Mã 15 cho em nhá. 15, 15. 220.000 và được miễn ship nha các chị nhé. 220 và được miễn ship ha. Mã 15 cho em. Cho em một con bò ra đây anh. Em chúc con này. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Trời ơi đẹp không các chị. Này chúa tôi. Cái gì vậy? Động đất rồi. Sorry sorry động đất. Ừ. Trời ơi trời à, chị là chị oanh hoàng. Mạng chập chờn quá. Chị bị văng ra ngoài xem không kịp. Trời ơi. Chị oanh hoàng ơi. Hoa xanh nền trắng là con mô nhỉ. Con này hả chị hả? Con này mã số 9 hả chị hả? Phải con này không chị? Con mã 9 này không? Con này mã 9 hả chị? Con này mã 9 hả chị? 15 còn 1. Rồi con này cho em mã 16. 16 đây. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp nhá. Con này lên cho em mã số 16. Chúc Phương bán tặng các chị 220.000 và được miễn ship nha các chị nhá. Chất lụa cực kỳ mềm rũ nha. Đẹp quá trời ha. Rồi 16 cho chị Thùy Dương đây. Chị Thùy Dương lên một lần là được rồi. Sợ lên nhiều lần nó bị nhiều comment là chị bị ẩn đấy. Nó bị ẩn đấy. Thế bây giờ nó khó chịu lắm. Em thấy chị nào mà lên nhanh lên nhiều là em từ từ ấy. Lên một số một lần thôi, đừng lên nhiều, mình để mình giảm lại. Chúng tôi nó ẩn mình đi ấy, nó ẩn đấy các chị.
bây giờ nó khó chịu lắm, cho nên chị em mình phải cẩn thận. Con này cho em nhé. Yêu ơi, con này nó giống với Nhật nhỉ các chị nhỉ? Lại chút rồi giống. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhé. Từ 45kg. Từ 45kg tới 70kg luôn đó các chị ơi. Yêu ơi, nó rất là đẹp như này à. Các chị thấy không? Các chị nhìn này, bao nhiêu là vải nó mới xếp vào được một cái thùng âu này. Đấy, các chị thấy không? Mấy mét vải như thế này. Mà đẹp như thế này, không có một nếp nhăn luôn. Vứt vào máy giặt, giặt hoài không cũ luôn. Giặt hoài không nhăn luôn. Đã lắm, mua đi. Chất lụa đẹp lắm. Con này bán 17 cho em nhé, 220 miễn ship luôn. Em cho xem hàng luôn nha các chị. Xem em còn được mà xem hàng là chuyện bình thường. Nói chung là con này nó mắc tiền gấp 2, gấp 3 lần đó các chị. Con này này các chị, nó mắc tiền gấp 2, gấp 3 lần đó. Nhưng mà kệ đi, em cứ bán 220 đi. Hôm nay chúc Phương Tri Ân để trả lương nhân viên. Hôm nay chúc Phương Tri Ân rẻ hết cỡ nha các chị nhé. Rẻ hết cỡ có thể để trả lương nhân viên. Rất là mong các chị giúp em chia sẻ bài cũng như ủng hộ hàng nha. Rồi con này 18, chị Thùy Dương 18. 18 cho em đây. 18 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Eo từ 6, đấy, nghe tay nhá. Eo từ 65 cho đến eo 95, từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Con này bán 18 nhá. Ôi đẹp quá. Ôi nó đẹp lắm. Con này đẹp nhỉ, các chị nhìn này. Con này nó đẹp đám ăn luôn á, hoàng gia. Như vậy này các chị. Trời ơi, 220 nhàn nhìn em này các chị. Em nói nó rất là mềm rũ, chất lụa của nó rất là mềm rũ và không nhăn một tí nào. Mặc hoài không cũ luôn á, đúng lắm, mặc đi. 18 cho em nhá. 220 nghìn được miễn ship luôn. Sọc búp bù rì. Một con sọc búp bù rì rất là dễ thương. 18 cho chị Trang Nguyễn. Dễ thương lắm, con này bao dễ thương luôn. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp nha. Vinform Âu cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. 220 ngàn và được miễn ship. Con này lên em mã 19 nha. 19 cho em. Cái mã đó khoảng 12 hay 13. Ôi 12 hết rồi chị ạ. 12 hết rồi chị. 12 hết rồi chị. 13 là cái màu 19 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Rồi con này 19 cho em nhé. 19. Chị xem cái màu này phải không chị? Chị Oanh Hoàng ơi, phải màu này không? Phải con giống Vinh Nhật này không? Con này mã 11 đó chị. Con này là con mã 11 này. Em còn tưởng là Vinh Nhật đây này. Má nó đẹp tá mà không? Con này mà em nói Vinh Nhật, các chị mua cái 1,5 triệu con à. Nè, Vinh Hàm em bán có 220. Dã man không? Xong còn miễn ship nữa chứ. Con này mã 11 đó. Chị nào chưa có 11 thì lên 11 nhé. 11 nhé. Mã 11 là con này này. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Cho chị Huệ Nguyễn. Vậy là cái con chị nói hết rồi đấy chị. Cái con đấy con 12 là hết rồi đấy. Con này con 11 đây. 11 nó siêu đẹp luôn á. Con này em nói mặc vào tưởng Vinh Nhật luôn á. 11 đây này. Ấy là cô mẹ không nói để em giới thiệu đấy, giờ hết rồi. Hết rồi, con 11 đấy chốt thai được rồi. Con 11 em chốt thai la lên em ơi. Con 11 em chốt thai la lên. Rồi con này cho em mã số 20. Đây là một con Vin mà em thấy yêu ơi, sao cái lô này nó giống Vin Nhật quá các chị. Chị được mã 18 chị ơi. Các chị nhìn cái lô này giống Vin Nhật không? Chị Thủy Dương Nguyễn với lại em fan Lý Tuệ Nhi ấy là tín đồ Vin Nhật đấy. Nhìn mấy con này phê không? 20 cho chị Huệ Nguyễn. Em nói mua lô này về xong rồi là 20 cho chị Thủy Dương Nguyễn. Khéo này chán Vin Nhật nhỉ? Yeah. Khéo này chán Vin Nhật đấy. Tại vì sao nó đẹp quá đi mà. Nó quá đẹp đấy. Con này cho em mã số 20. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Eo từ 65 cho đến eo 95 luôn nhá. 220 miễn ship luôn. 220 ngàn miễn ship luôn. Lên em mã 20. Đẹp không các chị? Phải không? Cái thùng Âu này, phải không? Thần Linh ơi, nó đẹp cỡ này nè. Em nói là tín đồ Vin Nhật. Em nói nó không khác một tí nào. Hoa Vin luôn, hoa Vin Nhật luôn. Đẹp đã man luôn. Mà Vin Nhật làm gì đẹp như vậy? Không có nó. Vin Nhật nó tối lắm các chị. Vin Nhật nó tối màu cực kỳ luôn á. Các chị mua Vin Nhật biết rồi các chị sẽ nhìn thấy ha. Nó đẹp dã man như thế này. Đẹp quá là giờ sao? Đáng nào. Nhìn này các chị. Nó xếp bao nhiêu vào đây mới được một cái tùng Âu đẹp cho các chị như thế này. Thì bao nhiêu mét vải các chị. Các chị nhìn này. Nhìn giùm em có một nếp nhăn nào không? Nó đã như này này các chị. Chất lụa của nó đã như này này. Này. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Má con này nó sao? Bao sang. Eo từ 65 đến eo 95 cho em. Con này lên cho em mã số 21 đi. Không lỡ em chưa báo. 21. Mã 21. Mã số 21 cho em. 220 ngàn em miễn ship luôn nha các chị nhá. Miễn ship toàn bộ luôn. Thoải mái chốt nha các chị. Hôm nay là
chú Phương bán gọi là bán để tri ân cho khách hàng, cũng là dịp chú Phương trả lương nhân viên cuối tháng, cho nên là bán cái giá này mà miễn ship là còn cái cộng nịch thôi đó các chị. Cho nên rất là mong các chị giúp em chia sẻ bài một lúc nha, ủng hộ hàng để em có kinh phí trả lương nhân viên nào. Xin thông báo chúc mừng chị nào chốt được con này. Em nói không đẹp em không bán hàng đâu. Con này má một nha. Chị Trần Thúy Vy còn xem trên live, chị ơi chị vào tin nhắn Messenger cho dùm em số điện thoại chị nha chị. Hai lớp xịn sò, eo chun co giãn, eo từ 65 đến eo 95, từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp, lên em má số 1 nhé, đẹp quá. Rất là đẹp. Nhìn này các chị, nhìn con đầm Âu đẹp lắm mà đâu. 220.000 và được miễn ship luôn nha các chị ơi. Miễn ship tận nhà tận giường. Lên em má 1 nha, má 1. Ủa con này đẹp lắm mà các chị. Phải nói là nó phê. Số 1 nha các chị ơi, số 1 nha. Con này em về số 1 nha, số 1. Mã số 2 cho em. Mã số 2. Hai lớp xịn sò cho em. Eo từ 65 đến eo 95, từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Trời ơi, chất lụa nó đã, các chị ơi, cầm đã lắm. Nó đã ơi là đã luôn á. Con này lên em số 2, mã 2 nha các chị, mã 2. Ôi đẹp quá các chị ơi, nhìn này. Nhìn phê không các chị? Mã số 2 nhá. 2 cho chị Thùy Dương Nguyễn. 220.000 được miễn ship luôn các chị nhá, được xem hàng thoải mái nha các chị. Chúc Phương bán tặng các chị giá rẻ hết cỡ nha, giúp em chia sẻ bài tay nhá. Số 2. Con em có kêu quá trời ấy. Con này hồi nãy mình có tay dài rồi nhá. Chị nào chốt mã 13 hồi nãy á, là tay dài có rồi. Bây giờ là tay ngắn nhá. Đẹp như này này. Có rất là nhiều chị thích tay ngắn thôi, để người ta mặc áo khoác nó khỏi bị cước tay ha. Còn có rất nhiều chị thì thích tay dài. Đó, tùy. Mình cứ đủ mẫu cho chị Thùy Dương Nguyễn. Mình cứ mua đủ mẫu về bán cho em. Đấy. Con này số 3 cho em nhá. Số 3. Mã số 3, 220.000 và được miễn ship luôn. Eo từ 65 cho đến eo 95, từ 45kg tới 70kg nhá. Con này lên em mã số 3. Chắc ở cái khác đó. Cứ chốt thì rồi, ai chốt nữa thì ra kia đấy. Con đấy lên rồi. Chưa. Cái con này hồi nãy lên cổ sơ mi rồi nhá. Bây giờ em lên cổ tròn nhá. Cái này em vừa lên cổ sơ mi là số 2 đấy. Bây giờ em lên cổ tròn số 4 nha. Bye cho chị Chi Nguyễn. Đi ra ngoài tìm đi. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Con này lên số 4 cho em. Có nhiều chị rất là thích cổ tròn à. Cho nên chị nào thích cổ tròn thì các chị chốt nhá. Cho chị Thùy Dương Nguyễn. Chốt rồi, nó đẹp quá chị ơi. Con đầm muốn xíu. Trời ơi, em tưởng Vinh Nhật luôn nữa. Đã lắm. Con này đã lắm. Số 4 cho em. Mã 4 cho em. Cầm đã tay lắm. Cầm đã tay. Con này nó mắc tiền các chị ơi. Con này mắc tiền hơn nhiều lắm ấy. Cái này chú Phương đặc biệt bán tặng hôm nay. Chứ thật sự là hôm cái con này mắc tiền lắm. Nhà em bỏ xỉ con này 290 nữa các chị. Đây này. Chú Phương bỏ xỉ con này 290. Đó là chị ân hết cỡ rồi đấy. Mà hôm nay còn bán tặng nữa. 5 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Đùa, hôm nay còn bán tặng luôn đấy. Bán tặng giá 220 thì thôi ấy. Cái con này con hoàng gia như thế này bán 220 thì thôi. Em chịu không? Em chịu luôn đấy. Đấy. Nhưng mà hôm nay là dịp chú Phương trả lương nhân viên rồi các chị. Buộc phải bán rẻ để trả lương nhân viên trong 2 ngày đã ha. Con này lên em số 5 nhá, số 5. Eo từ 65 cho đến eo 95. Cho chị Hương là từ 45kg tới 70kg mang đẹp, lên em số 5. 220.000 và được miễn ship luôn nha. Được miễn ship, được xem hàng luôn cho em. Lên cho em mã số 5. Số 5, con này số 6 nha. Số 6 cho em. Các chị ơi, cầm con đầm muốn xỉu luôn các chị. 5 cho chị Mai Vàng. Cầm con đầm muốn vật ra đây luôn, muốn xỉu luôn. Eo từ 65 cho đến eo cho chị Nguyễn Đào. Eo từ 65 cho đến eo 95, từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp, lên em mã số 6 nhé. Mã 6. Mã số 6, 220.000 và được miễn ship luôn. Ôi đẹp quá à. 6 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Sao mà cầm con đầm nó dã man thế này, các chị thấy à? Nhìn này, bao nhiêu mét vải mới may được con đầm các chị. Đùa chứ các chị ơi, 220.000 đấy. Chắc không đủ tiền công may một cái áo đâu các chị ơi. Đã như này ha. Đấy, con thấy đâu. Con thấy đấy. Một đùng một nùi đi. Nam cho chị Hương Đỗ. Giỏi quá. Ừ. Giỏi quá, cuối cùng nằm đây. Chị Nguyễn 10. Giỏi quá. 220.000 nha mấy chị. Má tôi còn này là giống Vinh Nhật. Má, hồi chiều mình làm con đầm Vinh Nhật, má giống này nhỉ. Ủa trời ơi, nó còn đẹp hơn con Vinh Nhật nha em. Hồi chiều em mới giặt ủa con Vinh Nhật mà nó còn xấu hơn con này ấy chị. Mà nó còn 7-8 tập á. Nó xấu hơn con này á. Con này giống Vinh Nhật lắm mà. Eo từ 65 đến eo 95, từ 45kg tới 70kg, lên cho em mã số 7. Em chúc mừng chị nào chốt được con 7. Má cái tùng Âu nó đẹp. Blem chảy nước miếng. Em chảy nước miếng con này luôn đó.
con này mặc báo sang. Các chị nhìn này, một con đầm mà mặc lên nó cỡ này là các chị. Em hỏi các chị có sang không? Em hỏi các chị có sang hay không? Như vậy mà 220.000 xong còn miễn ship thì em hỏi các chị có sướng không? Trời ơi trời, nó đã. Phê chưa? Phê không các chị? Trời ơi, nó đã. Rồi nhá, con này lên em số 7 nhá, số 7. Đẹp quá à, con này đẹp quá đi á. Con này giống viên nhật đá man cái gì. Phải nói là nó phê. Cầm nó phê. Trời ơi. Chị Thị Dương ơi, con này đẹp lắm chị ơi. Con này giống viên nhật kinh khủng cái chị ơi. Đá man nhỉ. Đấy. Cho chị Thị Dương Nguyễn. Em nói tín đồ viên nhật mà nhìn thấy con này thì hết hồn nhật vía. Tưởng Trúc Phương bán viên nhật mà giá 200 mấy thì đúng đại gia luôn cái gì nhỉ. Má đại gia luôn. Ra nhiều luôn. Số 7 giùm em. Tiểu thư, tiểu thư. Cái này là viên nhật tiểu thư à. Đúng không? Đổi cho Việt Nam nhá, Made in Korea nhá, Made in Korea. Mà nó giống lắm. Cái lô này em nói nó chạy theo xu hướng viên nhật mà. Cái lô này nó chạy theo xu hướng viên nhật các chị nhìn này. Nhìn con đầm này. Thằng Linh ơi. Tám cho chị Thùy Dương Nguyễn. Ủa tụi nhìn này. Con này lên em số 8 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Cái eo từ 65 cho đến eo 95 mang đẹp hết cho em. Các chị nhìn này. Chun eo có dáng rất là sướng nha các chị, mặc rất là sướng nha. Đó. 220.000 được miễn ship, được xem hàng thoải mái giùm em. Trời ơi con này nó đẹp lắm các chị ơi. Nhìn này. Nó rõ nét không? Nó rõ nét như này cho em. Đó, về chưa? Không một nếp nhăn. Bỏ vào máy giặt giặt vài năm không cũ luôn cho em nhé. Không cũ là gì luôn á. Lên em số 8. Số 8 nhé, 220.000 được miễn ship luôn. Con này, anh mở nước cho thím hết không? Con này lên em mã số 9. Mã số 9 cho em. Ôi, hôm nay các chị mua viên Hàn mà cứ tưởng mua viên Nhật nhỉ? Đẹp nhỉ? Đẹp đã mà. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Nên em mã số 9. Số 9, 220.000 được miễn ship nhá các chị nhá. Hai lớp xịn sò. Chun eo co giãn thoải mái luôn cho em. Lên em số 9 à. Số 9. Con này lên em số 10 nhá. Số 10, cổ tròn, tay dài. Siêu đẹp như này ha. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Con này lên mã 10 cho em nhá các chị. Mã 10. Size S, M, L, XL mặc vừa hết cho em nha các chị. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. Lên em số 10 nha. Số 10. Trời ơi, Tuệ Nhi ơi. Tuệ Nhi ơi, con này. Tuệ Nhi ơi, chốt ngay. Tuệ Nhi ơi. Má, nó đẹp. Con này em thấy giống viên Nhật không? Viên Hàn mà giống viên Nhật không? Trời ơi. Má ơi. Con này cho em lên em mã 11 nhá. 220.000 và được miễn ship nha các chị. Đẹp, rất là đẹp luôn. 11 cho chị Tệ Nhi. Đẹp, rất đẹp luôn. 10 cho chị Bên Thúy Hường. Trời ơi, viên Hàn mà em tưởng viên Nhật. 11 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Đẹp quá. Size S, M, L, XL bơi hết vào đây giùm em. Viên cho chị Hương Đỗ. À, chị Hương Đỗ, cái liệt em đang đeo là một cái dòng đai mà nó làm cho mình 120 một cái miễn ship nhá. Cái này các chị thấy em đeo không? Cho dù em nhoi. Em nhoi thoải mái luôn. Cái đai này nó nằm im vị trí, nó không có bị sộc sạch. Cho nên cái chun eo của các chị nằm giữa cái đai, nó không có bị xấu khi các chị mặc đi đâu ha. Đấy, em bán hàng em nhoi thoải mái như vậy đấy. Mà cái đai nó vẫn nằm im như thế này. Rất là cưng các chị nhá, rất là thật sướng luôn. Rồi, con này cho em mã số 11 nhá. Đều giống viên Nhật quá làm sao giờ. Các chị nhìn này, nắm nào. Ôi, viên Hàn nó giống viên Nhật. Em nói các chị nhìn chất này. Không một nếp nhăn nhá, giặt hoài không cũ cho em. Vứt vào máy giặt cho em, giặt thoải mái cho em. Em nói giặt vài năm không cũ luôn. Em nói cái này em có, em mặc mà có cái con em mặc cái chất này mấy năm rồi ấy, vẫn còn nguyên si, nó không cũ luôn đấy. Mà em giặt máy giặt luôn đó các chị, không cũ đâu. À, mã số 11 nha. Úi dồi, con này dám ăn. Sao toàn giống viên Nhật thế này. Tưởng đâu chú Phương bán viên Nhật chứ chị. Con này viên Hàn đấy, mà nó đẹp lắm. Cái lô này nó chạy theo xu hướng viên Nhật ha, giống lắm. Con này cho em, rất là đẹp như này cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp cho em. Má nó phê chưa các chị ơi, cùng Âu này. Con này lên em mã số 12 nhá. Mã 12. 220.000 và được miễn ship luôn nha. Mã 12. 220.000 em miễn ship luôn. Lên em mã 12 nhá. Ôi đẹp lắm các chị, đẹp lắm. Không đẹp không lấy tiền đâu. Một con tiểu thư cho em. Một con tiểu thư. Này các chị nhìn nha. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em.
từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp luôn nhá. Size S, M, L, X, N, L bơi hết vào đây giùm em. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp hết nha các chị. Lên em mã số 13 nhá. 13, anh ôm bước cái kia cho em. Mã số 13. Không, ấy con này không phải, con này bên kia anh ạ. Ờ, để em đây luôn rồi. Cái dòng này mắc tiền hơn, dòng này 29. Dòng này không, dòng này cái, em lên cái hít này đó. Cái này có hai con đây. Nó cái kia, nó đầu cây. Để đầu cây cho em. Có lỗ lộn hàng rồi, hàng này mắc tiền hơn nhiều. Con này lên cho em mã số 13 nhá, 13. Mã 13, 220 ngàn và được miễn ship luôn. Có ba cái lẻ này cho chị Thùy Dương. Chị Thùy Dương. Cái đấy có con à, có một con à. Con này có một con rồi à. Còn chị Thùy Dương thích màu sáng tí. Đó, cái nào tối quá thì để chị tự tốt. Rồi cái này có mỗi thứ một con nhá. Con này mã 15 nhá. Mã 14 em hết nhá. Cái này mã 15 em có một cái nha các chị. Cái con này là đỉnh của chóp nha. Cái màu nó rất là nhu nhá. Đỉnh của chóp. Cái này chú Phương bán tặng các chị đá 220 miễn ship lên em mã 15. Mày kiếm mấy con 15 là gì cái con không? Con 15 có một con đưa, nó vừa bỏ ra. Con 14 đấy, con 14 đấy. Con này con 15 đây. Kiếm cả 15 luôn, 45 luôn, tại ở đây mỗi thứ có con à. Con này lên cho em mã 15 mà, con này đỉnh của chóp mà. Mã 15, có một con thôi các chị nhá, em thấy có một con đây này. Tần Linh ơi nó phê. Phê lắm, trời ơi nó phê. Con này lên em mã 15. Con này mã 16 có một con luôn. 16 đây này. Các chị nhìn này nó phê chưa? Yêu ơi nó đã lắm các chị ơi. Nhìn nó nhu đã lắm. Eo từ 65 các chị nhìn này, mặc lên này. Các chị nhìn lên form này. Trời đất ơi nó lên form đẹp như này á các chị ha. Đấy, lên form đẹp lắm. Mặc lên form đẹp lắm. Nó trắng da ấy. Nó tôn da tôn đáng đã lắm. Đấy này. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Có con à. Con này mã 16 nhá. Mã 16 cho em. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp lên mã 16. Em mẹ vừa đưa mấy kia một con đấy. Anh vừa đưa cho em con, em bảo có con đưa cho chị Thủy Dương. Xong rồi anh lại moi anh bảo em có một. Em bóp cổ anh bây giờ. Đưa con đâu? Anh hết thật chưa? Con này em chốt chị Thủy Dương con đấy. Con này con siêu phẩm VIP quá chị. Con này mắc tiền đấy. Cái con này không có bán được 290 luôn đấy. Con này nó 400 mấy 500 con đấy. Lâu lâu mới có một con thôi á. Em vừa mới bỏ bên chị Thủy Dương con đấy. Còn con này bỏ cho Tuệ Nhi đi nhá. Bỏ cho Tuệ Nhi đi nhá. Chết mất rồi. Đây. Rồi. Em tiếp tục nha. Con này còn đẹp lắm. Eo từ 65 cho đến eo 95 này. Đẹp quá, đẹp quá. Úi dồi. Là nó đúng không? Đúng rồi đó. Mặc con này đẹp quá nhỉ. Eo từ 65 cho đến eo 95. Con này lên cho em mã số 17 nhá. 17, con này đẹp quá à. Trời ơi đẹp. Các chị ơi, đẹp quá đi. Trời ơi con này dã man luôn đấy. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Các chị nhìn này, đã chưa? Nó cổ điển chưa? Em nói con này không đẹp không mấy tiền à. Không đẹp không mấy tiền. Con này lên cho em mã số 17 nhá. 220 ngàn miễn ship. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp à. Tiểu thư hoa nhí cho em. Hai lớp xịn sò cho em. Chất của nó là chất lụa các chị nhá. Chất lụa rất là mềm rú không nhăn một tí nào nhá. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp nha. Size S, M, L, X, L mặc được hết nha các chị. Con này lên em mã số 18. 18. Mã 18 cho em nhá. Con này mã 18 giùm em. Em ơi con này đẹp quá mang. 18. Mã số 18. Con này lên em mã 19. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Trời ơi đẹp. Lên em mã số 19 nha. 220 ngàn một cái. Em biến ship tận tường luôn các chị nhá. Hôm nay chú Phương vừa bán vừa tặng. Đẹp chưa? Lên em mã 19 nè. 19. Lên một con nữa thôi rồi anh cho em. Anh ra lấy cho em áo. Thú hình có thú. Đại bàng này kia. Rồi con này cho em lên cho em mã số 20 nhá. Cái này cổ thắt nơ tiểu thư các chị nhá. Cái này nó nhu nó trầm như bên Nhật đấy. Đây này các chị nhìn này. Cái màu nó nhu trầm như bên Nhật như vậy này.
eo từ 65 cho đến eo 95, từ 45 kg tới 70 kg. Em ơi con này nó đẹp lắm. Cái form nó đẹp lắm chị ơi, con này nó giống bên Nhật. Con này lên em mã số 20 nhá. 220 ngàn và được miễn ship luôn nhá. 220 ngàn và được miễn ship luôn. Lên cho em mã số 20. 20, 20. Đấy cho em một mẫu. Cái gì vậy, sao nó cột một đồng một nồi vậy? Lấy từng mẫu mẫu rồi. Đó. Rồi em có một con áo đại bàng ha. Em có cái con này, chị nào nhanh thì được dậm hết. Cái con này hàng hiệu Puma. Em lên một mẫu áo ha, hai mẫu áo đi, rồi em lại đầm tiếp nha. Đây là một cái con đại bàng. Áo hiệu, áo thun hàng hiệu Puma. Chúc Phương bán tặng các chị 70 ngàn một cái. 70 ngàn một cái nhá. Chị nào lấy con đại bàng này thì lên đại bàng cho em, áo đại bàng nhá. Con nịt bụng nha chị ơi, 120 một cái chị. Dây nịt bụng của em là nịt bụng hàng tốt các chị nhá. Chúc Phương đã, em đã dán cho các chị băng keo rồi, để các chị mặc không còn, nó không có bị cạ vô đầm nhá. Đấy, dán hết rồi nhá. 120 một cái và được miễn ship. Cái đai này các chị mặc hoài nó không có chạy đi đâu đâu, mặc hoài nó chả hư đâu. Em mặc mấy năm rồi nó không có hề hứng gì luôn á. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy con này, chị nào lấy con đại vàng này này, trời ơi xinh không? Con áo này xinh chưa? Trời ơi, áo hàng hiệu của chị nhá, cái này áo hàng hiệu người ta bán mấy trăm ngàn một con. Chú Phương bán tặng 70 ngàn, các chị mặc bếp nhìn này. Cái này các chị nhìn này, in 3D nhá. Các chị nhìn này, nó không phải dày, không phải như nhựa đâu nhá. Nó không phải như là các chị mặc giống như là kiểu là nó dày dày đâu, không có nhá. Cái này nó in 3D, mềm, cực kỳ mềm luôn. Này, đó, nó là hàng hiệu nhá, hàng hiệu Puma nhá. Áo hiệu Puma. Các chị từ 60-65kg quay về ai cũng mặc được nha. Size S, M, L, XL nhá. S, M, L, XL nha các chị. Size S, M, L, XL các chị muốn mặc thì mặc ha. Con này lên cho em, chị nào lấy áo đại bàng lên đại bàng nhá. Cái này nhanh còn tầm hết nha các chị nhá. Cái này móc luôn hai cái lên đi, mất công, nó lại bị nhầm. Còn cái móc luôn đi. Rồi con này cho em, con này có ngựa. Bộ con hai cái nào tôi khỏi không? Đẹp, đẹp như này nè. Thì không? Con này cho em nhá, con này nó hình con ngựa nha các chị. Con ngựa đây. Con này hàng cái gì nhỉ? Mochino cái gì này. Đẹp chưa? Con này hàng hiệu, áo hiệu các chị nhá. Cái này áo hiệu đấy, không phải áo bình thường á. Hôm qua các chị tốt quá trời nha. Size S, M, L, XL mặc được hết các chị nhá. Nhìn này, phê không? Em nói nó bao phê luôn nha các chị. Áo hiệu mà, nó phải áo bình thường đâu. Đó, chúc Phương bán tặng các chị, về các chị mặc Tết nha. Về mặc Tết, về bán Tết nhá. Cái này áo crop top nha các chị. Cái này crop top này. Còn con này là áo dài hơn này. Đó. Con này áo dài qua cặp quần này, còn con này là crop top này, xinh không? Con đại bàng crop top này, quá xinh không? Xinh quá trời xinh luôn. Đó, chị nào lấy đại bàng thì lấy nhá, lấy ngựa thì lấy nhá. Rồi em tiếp tục lên đầm nhá, lên đầm hoa nhí, thắt nơ. Con này cho em, con hoa nhí cho em eo từ 65 cho đến eo 95 nhá, từ eo 65 cho đến eo 95, từ 45 kg cho đến không đấy, từ 45 kg cho đến 70 kg mang đẹp. Con này lên em mã 1, 220 ngàn và được miễn ship luôn cho em. Cho chị Thúy Phan. Lấy cái thứ nha. Lên em mã 1 nhá, mã 1 cho em, mã 1. Áo đồng giá 70 ngàn nha mấy chị. Đồng giá 70 ngàn, áo thì 70 ngàn, còn đầm thì 220 ngàn, được miễn ship nha. Áo, các chị mua 1 áo là không có miễn ship được. Các chị mua 2 áo trở đi em miễn ship nha. Còn các chị mua một áo một đầm vẫn được miễn ship hết nha, miễn là hai món nha các chị nha. Còn các chị mua một đầm vẫn được miễn ship nha các chị. Riêng có áo, em bán áo hiệu, bán tặng có 70 ngàn thôi. Cho nên nếu em miễn ship nữa thì nó quá là lỗ nha các chị nha. Cho nên là chúc Phương chỉ miễn ship nếu ai không mua đầm thì phải mua hai áo nha. Rồi, chị nào lấy đại bàng thì lấy thôi hết này. Áo đại bàng đấy. Chị lấy đấy, chị Thích Phan đấy. Rồi, con này cho em nhá. Con này, con này đẹp quá, con này mã 1 cho em, 220 mã 1 này. Rồi, tiếp tục cho em, con này không đẹp, không lấy tiền này. Nó đẹp như này nè các chị, thần linh ơi nó đẹp lắm. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Em nói là đỉnh của top à, đỉnh của top. Phê dã man luôn, phê dã man luôn. Quá trời quá đất à. Con này lên cho em mã số 2. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp nhá. Size S, M, L, XL cho em. Dã man chưa? Từ 45kg tới 70kg mang đẹp cho em. 220 ngàn một cái miễn ship lên em số 2 nhá. Đẹp quá, đẹp quá. Chất lụa VIP quá trời VIP mà các chị nha. Số 2 nha các chị nha, lên số 2 giùm em. Rồi con này cho em.
đẹp như này nha. Xinh không? Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Vinform Âu đẹp quá trời, các chị nhìn thấy không? Phê chưa? Ôi dồi ôi, nó phê. Con này lên cho em mã số 3. Mã số 3 cho em 220.000 miễn ship luôn nha. Ôi dồi ôi, các chị ơi, nhìn con này phê chưa? Thấy phê không? Đó. Phê chưa? Con này lên em số 3 nha các chị. Số 3. Số 4. Mã 4 cho em. Mã số 4. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp hết nha các chị. Size S, M, L, XL đều mang ok hết cho em. Con này lên em mã số 4 nha. Số 4, đẹp quá à. Sao đẹp như thế này rồi. Đẹp chưa? Đấy, đấy rồi, đâu rồi mày. Chị gì hồi nãy á, chị Oanh Hoàng ơi. Hồi nãy chị hỏi con này đúng không? Nhưng mà con này tay ngắn chị ạ. Hồi nãy cũng tay ngắn, tay dài. Con này tay ngắn, tay dài, lên có một con này. Cái này đây đúng không? Chị hỏi con này đúng không? Con này đúng không? Con hoa xanh cái gì? Đúng không? Con hoa xanh hiểu không? Con này này, nó là tay ngắn nhá. Còn này có con tay dài hết rồi. Cái này có tay ngắn rồi. Hoa xanh đúng không? Chị Oanh Hoàng hỏi con này đúng không? Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Eo ơi, con này nó mắc tiền đó chị ơi. Mà em bán có 220 đấy. Hôm nay gọi là bán tri ân đó. Bán tri ân chị ơi đấy. Để trả lương nhân viên cuối tháng đó chị nhá. Và ủng hộ chia sẻ bài cho em nốt nhá. Lên cho em mã số 5 nhá. Số 5. 220.000 một cái miễn ship. Lên mã 5 giùm em. Mã 5. Con này mã 6. Mã số 6. Eo từ 65. Ôi con này đẹp đã màn các chị. Con này đẹp đã màn luôn. Đẹp đã màn chưa? Gì đó. Con đầm gì đó. Eo từ 65 cho đến eo 95 được hết các chị nhá. Thấy không? 5 cho chị Nguyễn Thu Thảo. Con này lên em mã 6. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp nha các chị. Size S, M, L, XL cho các chị mặc được hết nha. 220 miễn ship lên mã 6. Mã 6 cho em. Dẹp đây rồi. Mã 7. Mã số 7 cho em. Tiểu thư hoa nhí. Tiểu thư tay bồng hoa nhí cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp các chị nhá. Con này lên em số 7 nha các chị. Số 7. Mã số 7 cho em các chị ơi. Xinh quá đi thôi. Thần linh ơi, con này đẹp. Con này đẹp quá. Con nào cũng đẹp quá chị. Con nào cũng đẹp hết. Quan trọng là các chị thích con nào thôi ha. Trời ơi, con này nó tám man đẹp. Trời ơi, con này nó sang quá đi. Yêu ơi, em mặc con này đẹp lắm các chị nhìn này. Em mặc con này báo đẹp luôn đó các chị nhìn này. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Con này lên số 8 cho em. Yêu ơi, con số 8 em mặc báo đẹp các chị nhìn này thấy không? Em để lên form các chị thấy đẹp không? Trời đất quý thần ơi. Em mà mặc lên người thấy nó phê không? Các chị thấy nó phê không? Trời ơi, nó đẹp dã man nhỉ. Nhìn này. Nhìn cái form đẹp không? Con này số 8 cho em nha các chị. Số 8. 220.000 và được miễn ship nha các chị. Cái này không có nhăn gì hết nha các chị nhá. Chất lụa rất là mềm rũ như này nè. Rất là mềm rũ, không có nhăn gì hết nha các chị. Nhìn này phê không? Nặng chịu tay như này nè. Đó. Lên em số 8 nha. 220 miễn ship luôn. Con này lên em số 9. Cái này tiểu thư hoa nhí nha. Tiểu thư hoa nhí. Eo từ 65 cho đến eo 95 nha các chị nhá. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Con này lên số 9 giúp em nha. Số 9. 220.000 và được miễn ship luôn nha. Số 10. Thắt nơ cho em. Xinh không? Hồi nãy chị Hảo, chị nào hỏi thắt nơ đấy. Thắt nơ quá trời đẹp đấy. Con này đẹp quá trời đấy. Phê chưa? Con này lên cho em mã số 10 nhá. Mã 10. Con này đẹp quá à. Nó tiểu thư các chị, mấy con hoa nhí tiểu thư đã màn. Lên em số 10 các chị nhá. 220 miễn ship. Con này lên em mã 11. Hoa nhí cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Con này lên cho em mã số 11 nhá. Mã 11. Phê không? Phê dã man luôn. 220.000 một cái được miễn ship nha các chị nhá. Con này cho em. Đẹp chưa? Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp cho em nha các chị. Size S, size M, size L, XL cũng mang đẹp cho em. Con này lên em mã số 12 nhá. Mã 12. Đó, đẹp không?
Đó, chất lụa cực kỳ phê các chị nhá. Vinform Âu nhá các chị nhá. Vinform Âu chất lụa siêu đẹp nha. Lên em mã 12. Rồi con này cho em. Eo, eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp. Quá trời đất à. Con này lên em mã 13 nhá. Mã số 13. Đẹp không? Mã 13 cho em. Ủa con này đẹp quá nhỉ. Nhưng con này có một con mà. Đẹp quá. Trời ơi nó đẹp con này giống quá trời luôn. Trời ơi con này phê quá các chị ơi, rồi đã lắm. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em nhé. Từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp cho em. Ôi hình như em bị rớt mạng rồi. View nó rớt. Rớt. Chết rồi, các chị còn xem em được không? Mạng này chán nhỉ. Hôm nay mạng em chán lắm luôn đấy. Nó lâu đẩy xuống cái. Lâu đẩy xuống cái mọi. Các chị coi không được, các chị quay ra. Con này lên mã 14 cho em nhé. Mã 14. Đẹp không? 220 ngàn một cái các chị nhé. Miễn ship luôn ha. Mã 14 cho em. Chắc tại gần Tết đó, người ta xài quá tài á. Người ta xài quá tài cho nên nó mạng nó yếu. Còn chị nào coi còn thấy em không? Chấm bài cho em biết, em nhìn được các chị quá. Mạng nó quay vòng em không coi được mà. Em chào toàn thể các chị yêu nha. Còn chị nào đang xem em được không? Chấm em có em có. Ok. Như là rất ít chị coi được đúng không? Rất ít chị coi được luôn, em mà không coi được em mà. Đấy, mạng của em nó quay. Mạng của em nó quay vòng vòng, không coi được luôn. Không quay được lại, không coi được làm nào. Rồi con này cho em. Con này eo từ 65 cho đến eo 95 cho em nhé. Anh lấy thêm mấy cái 29 vật lý á, đủ mẫu cho em á, cái siêu phẩm 29 bữa đem lên á, lấy cho em đủ mẫu. Con này cho em nhắc lên em mã số 15, eo từ 65 cho đến eo 95 nhá, từ 45kg cho tới 70kg mang đẹp nhá. Con này lên em mã 15 ha các chị ạ, mã 15, đẹp quá à. Đẹp như thế này mà các chị không xem được làm sao, làm nào, làm thế nào bây giờ. Bố này lên chưa? Có cái xanh cái đỏ thôi ạ. Đồ ok. Rồi con này cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95 nha. Mạng nó chập chờn không xem được các chị ạ. Chán thế nhờ, rồi sao các chị mua hàng ủng hộ em được. Quay tròn rồi dám nào. Đấy, bây giờ phải làm sao cho nó hết quay được. Có một chị yêu, có hai anh chị yêu mới gửi tặng em một hộp kéo ngọc để tăng cường sức chịu đựng cho em, để cho em chửi cho nó nghe, cho nó phê. Mà thế mạng bây giờ có like đâu mà chửi. Đó. Thấy mỗi ngày cái Xu Phương chửi nghe khẳng tiếng tới tội nghiệp quá. Cho nên là đài thọ kẹo để ngậm cho nó tăng cường cái thanh quản để chửi cho nó thanh động ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn luôn nghĩ tới em ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và đã gửi cho em một hộp kẹo. Em ngậm rất là thích luôn á. Ngậm cảm thấy giọng của mình nó đỡ ha, đỡ hẳn luôn á. Cục kẹo màu đen đen.
không biết có cái gì trong đó nhưng mà ngậm vô rất rất là thoải mái. Ngậm vô mình cảm thấy mình không có bị khó chịu nữa, cảm thấy nói nó dễ nói hơn. Cái này mà chửi là dễ nghe hơn á, chửi dễ hơn á. Khổ quá, tập ly anh ơi, Vin tập ly ở trong đây anh ơi, em chỉ trong đây này, em kêu Vin tập ly. Đó vậy đó, quỷ thứ. Kêu Vin tập ly đi đâu đó lấy gì trời. Chị không vào mạng được rồi làm sao? Làm sao chiến đấu đây? Làm sao chiến đấu được đây? Con này 16 nha. Con này mãng 17 cho em đây. Mãng 17. Trời ơi, toàn làm đẹp thôi mà cũng chị không coi được làm sao bán hàng. Giờ làm sao? Ban ngày đỡ hơn không? Ban ngày nó đỡ hơn không? Hôm buổi sáng đi. Sáng thoải mái à? Bây giờ mình đi ngủ sáng mai nay sớm 5 giờ đây. Thì mẹ giờ đó ai đi ngủ hết là tao đừng tao like là mạng đâu có bị gì đâu. Mạng nó khỏe rơ luôn, đâu ai có, đâu có ai ai còn thức mà chơi mạng của mình tao còn thức thôi. Ừ, tao ngủ hết là tao like được à, mạng nó khỏe nó ngon lành cành đào luôn. Tao hợp lý luôn. Tao hợp lý luôn. Rồi con này cho em nhé, con này lên mã số 17 cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhé, từ 45 kg cho tới 70 kg mang đẹp. Chất lụa các chị nhá, chất lụa, rất là mềm rũ ha. Rất là mềm rũ nhá, con này lên em số 17 nha. Số 17 cho em 220.000 và được miễn ship luôn nha. Con này 18 đi, em lên con này con hiệu Chanel đi. Một con à đẹp bớt con này vô cho tao để hàng cho con kia. À, con này lên cho em mã số 18 nhá. Con này nó có ký hiệu Chanel ở trên đây ha. Rất là đẹp luôn. Trời ơi nó đẹp dã man, chất lụa đỉnh luôn. Chất lụa đỉnh của đỉnh luôn. Eo từ 65 cho đến eo 95 nhá các chị nhá. Từ 45 kg tới 70 kg mang đẹp. Con này lên em mã số 18 ha. 18 đẹp quá. 18. Đây. Chú Phương bán tặng con này nhá. Cái con này 5-700 ngàn một con lận cơ ấy. Đẹp quá. Mà hôm nay các chị bị rớt đài hết rồi, rớt hết rồi, không ai vào được đây sao đây. Eo từ 65 cho đến eo 95 cho em. Cái này Vin tập ly nhá. Vin tập ly này. Đẹp không? Đó, phê chưa? Chú Phương bán tặng các chị 250 ha. Cách gọi là vừa bán vừa tặng cuối tháng nhá. Để lấy tiền trả lương nhân viên. Các chị nào mà còn xem được thì lên lấy con này lên mã 1. Còn chị nào không xem được thì coi lại like nhá. Nhưng bây giờ rất là nhiều người không coi được, nhắn tin quá trời đấy. Cứ chị không xem được thì không xem được. Biết làm nào, không xem được bây giờ làm nào. Con này cho em mã 1 nha, 250. Cái này chú Phương tặng hết cỡ ha. Cái này 5-700 ngàn một con nha các chị. 5-700 ngàn một con như này này. Đó, chú Phương tặng cái giá 250 miễn ship ha. Con này lên mã 1 cho em. Mã 1 nha. Dạ, đừng mặc có bé nha chị ơi, 250 một cái. Từ 45kg tới 70kg mặc được con này nhá, lên mã 1. Lần Vin dập ly nhá, cái này chất von cực kỳ rũ nha các chị. Cái này dập ly ha, chất von siêu rũ cho em. Cái này đỏ hoàng gia nhá. Đỏ hoàng gia. Lên cho em mã 1 nhá, 250 miễn ship nhá. Hai rồi, đầm em đang mặc là lụa Pháp nhá các chị nhá. Vin Âu lụa Pháp nha. Cái con này 250.000 một cái miễn ship. Cổ của nó cổ sơ mi như này ha. Cổ sơ mi và bèo ngược như này. Tay ngắn nhá. Tay ngắn 200 từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Chị nào lấy mẫu em mặc thì lên mẫu em mặc ha. Lên mẫu em mặc 250 miễn ship. 250.000 miễn ship luôn. Đẹp quá. Rồi con này cho em. Eo từ 6, con này dập ly nha các chị. Này viên dập ly nha. Eo từ 65 cho đến eo 95 chị. Cái này eo từ 65 em căng cái chun này ra được đến bao nhiêu? Tới eo 90 thôi nha các chị nha. Eo từ 65 cho đến eo 90 nha. Đẹp như này ha. Eo từ 65 cho đến eo 90. 250.000 một cái và được miễn ship luôn cho em. Cái này nó đã lắm, rất là rũ ha, hoa chân. Hoa chân cho em. Nên em mã số 2 nhé. Cái này chúng tôi bán tặng 250 nha các chị, chứ cái này cũng có giá này á. Bình thường thì em bán con này cũng cao lắm tại vì nó hàng siêu phẩm đấy. Mà con này là chúng tôi bán tặng các chị giá lên 250 rồi đấy. Chị nào còn xem like được thì ủng hộ em nhé. Còn không xem like được thì xem lại like sau ha. Rồi con này cho em. Con này lên cho em mã số 3 nhé. Eo từ 65 cho đến eo 95 con này. Con này siêu đẹp ha.
eo từ 65 cho đến eo 95 nha các chị. Một cho chị Thương Võ. Chị hai Thương Võ và ngay chị nhắn Messenger cho dùm em số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. 250.000 miễn ship lên em mã số 3. Mã 3. Mã số 3 mà kẹp vô cho nó này tí thứ tí đâu. Còn nho nho như rồi vậy. Lên em mã số 3 nha, số 3. Đi lấy sau nha, còn cái để mẫu nha, cái này để mẫu. Rồi, đây mà. Con này số 3 đây. Số 3 đây. À, số 3 quốc mấy con vậy? À không. Ờ đúng rồi, con này đúng rồi. Rồi, con này cho em. Đang mạng, đang chán rồi thả một like nữa. Mạng không có ai coi được, người ta đang nho, đang cứ kêu không coi được em. Mẹ không coi được thế nào. Lôi cho chế một cái khăn. Lôi một cái khăn đi. Cái đó cứ bỏ ra đây đi anh. Bỏ ra, quẹo ra ngoài đấy. Quẹo ra ngoài đi. Lôi cái khăn cho em vô đây. Thay đổi má, thay đổi bón đi. Con này cho em nhá. Chúc mừng chị nào tốt được con này nhá. Con này phê nha, con này mắc tiền à. Con này mắc tiền à, tiền triệu à. Trời ơi trời, con viên dập ly nó đẹp như này à. Con này lên em mã số 4 nhá. Cái này chú Phương bán tặng các chị 250 ha. Chỉ có một like ngày hôm nay thôi đấy. Hôm nay là bán tặng hết cỡ để trả lương nhân viên mà bây giờ mạng nó không vào được. Mạng không vào được thì đành chịu thôi. Đó. Chị nào vào được thì tốt ha, chị nào không vào được thì thua nhỉ. Viên dập ly nhá. 250.000 nào chú Phương tặng hết cỡ nhá. Lên cho em mã số 4 nhá, từ 45kg tới 70kg mang đẹp ha. Size S, M, L, XL đấy. Đẹp không? Lên cho em mã số 4 nhá. Đầm em lạc là, mặc là từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Đầm em đang mặc trên người đây. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp nha. Eo chun. Eo chun nha các chị nha. Eo chun. Từ 45kg tới 70kg là mang đẹp hết nha các chị. Ê, cái này cái dài không? Cái lỡ. Cái dài nhất đấy. Cái đỡ cái dài nhất đấy. Không, cái này chưa dài nhất. Dài nhất nữa. Nó dồn vào đấy đấy. Nó dồn một đầu dài đấy. Đúng không? Rồi vào đây. Rồi con này cho em. Chắc là cái nữa chứ cái này không đến. Cái anh ơi, cái này đòi như đầu này đồ ngắn không hay là bằng đồ này ngắn hơn không? Thôi vậy được. Vậy. Rồi con này cho em. Con này cho em nhé. Con này lên cho em mã số 5. Mã 5. Đẹp không? Rồi vì nó đẹp cái này. Trời, con này 5-700 ngàn tranh nhau mua, bữa nay 250 mà không ai nhìn thấy em, trời, buồn thế, sao bán đây. Còn chị nào xem thấy em không, em xuống live nha, không nhìn thấy em xuống live nha, ngày mai vô lại nha, sáng mai bán nè, sáng mai mạng ổn định bán nhá, chứ giờ mạng nó quay vòng vòng, đâu ai nhìn thấy em đâu, mạng em đứng đơ rồi. Mẹ mạng đứng đơ, mày bán một kiểu gì? Rất là ít người coi được luôn đấy. Mẹ đứng đơ về sao lắm nào. Đấy, không, các chị cứ nhoi vô được à, mà có rất là ít người nhìn thấy luôn. Cái người muốn mua thì không nhìn thấy. Mà cái người nhìn thấy thì lại không muốn mua. Bởi vậy nó khổ lắm. Rồi con này lên em số 5 nhá, số 5. Số 5 250.000 miễn ship á. Cái này 5-700 ngàn một con nha các chị. Cái này chú Phương bán tặng các chị 250 miễn ship á. Từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Đẹp không? À, con này đẹp lắm à. Con này lên cho em mã số 5 nha. Số 5. Số 5 cho em. Ôm đi, cả đấu nhìn thấy không? Em lên khăn nhá. Em lên mấy cái khăn đây ha. À, chứ bây giờ lên đầm các chị có nhìn thấy em đâu mà một chút. Em lên mấy cái khăn coi có chị nào nhìn thấy em không? Đây cái này khăn lớn rồi. Cái này khăn lớn nhất rồi. Vậy là cái này khăn lớn rồi con ơi. Khăn lớn rồi. Đây là khăn áo. Khăn áo đẹp như này ha. Đẹp không? Khăn áo cho em free size. Ai cũng mặc được ha các chị ha. Vừa làm áo vừa làm khăn, người ta gọi là khăn áo. Đó. Vừa làm áo vừa làm khăn cho nên người ta sẽ gọi là khăn áo ha. Bình thường một con khăn áo như thế này, chị nhà Trúc Phương bán 200.000 một cái nhá các chị. Cái con khăn áo hàng VIP này. Đây là con khăn áo VIP này các chị nhìn thấy không? Đó. Chị nào còn nhìn thấy em bán tặng con này 100.000. Nếu chị nào nhìn thấy em thì tốt nhá. 100.000. Khăn áo. Vừa làm áo vừa làm khăn luôn cho em. Xinh không? Đây là dòng khăn áo VIP nha các chị nhá. Chất von cực kỳ mềm đủ như thế này nhá. Siêu phẩm ha. Đấy.
em bán tặng các chị cái khăn áo này 100.000 ha. Chị nào lấy con này, chị nào lấy con này thì lên cho em mã số 6 đi ha, số 6 100.000. Dạ không chị ơi, ra nhà em không ai tiếp nha. Nhà em bận lắm không ai tiếp đâu. Với lại hàng nhà em ở đây á, hàng sắp xếp theo quy định rồi. Các chị vào đây lựa bới banh ra là nhà em không có sắp xếp lại được. Đưa cái chỗ nọ vào chỗ kia nhà em phải làm giá hết rồi. Cho nên là em không tiếp khách tới nhà nha các chị nha. Thông cảm giùm em. Tại vì nhà em rất là nhiều việc, rất là nhiều hàng sắp xếp từ giá này tới giá kia. Các chị tới nhà không có ai tiếp các chị được. Và với lại các chị chọn là nhiều khi bỏ chỗ này bỏ chỗ kia là lộn hàng của em không được nha. Nhà toàn hàng cao cấp thôi. Bỏ lộn hàng cái chết. Cái này còn không anh? Cái em mặc này. Đầu tiên đấy, cái đầu tiên. Chắc ông không quý để ông chuyên môn gì đấy. Đây, số 6 á. 100.000 đấy. Cái này 200.000 một cái các chị nhá. Chú Phương bán tặng 100.000 thôi. Chú Phương bán tặng 100.000 thôi đấy. Mà 200.000 một cái luôn đấy. Em bán tặng có 100.000 thôi đấy. Để xiên cái này nó đẹp lắm ăn đó. Chị Hương Hoàng ơi, đẹp quá trời á chị. Rồi mua vài cái về mà mix với đồ này, về mà xài này, về tặng này. Các chị làm áo được này ha. Rồi các chị làm đủ kiểu được nha. Các chị có thể cột trước, cột sau, cột tùm lum thứ được ha. Đây các chị nó làm kiểu đủ kiểu hết trơn á. Nói chung là các chị cứ thích cột thì cột ha. Đó, thoải mái cho em. Đó, em nói là rất là dễ mặc luôn đấy. Cái này hôm nào em like luôn đấy. Mà tại vì hôm nay mạng nó không có xem được cho nên em không like đầm được ha. Không like đầm được cho nên trước chắc có thể là em lên mấy cái khăn thôi. Rồi bắt đầu em xuống like đấy. Ngày mai em sẽ lên tiếp ha các chị. Sáng mai nha, sẽ like vào sáng mai nha các chị ha. Tại vì không có mạng nó có quay vòng vòng này. 5 giờ dậy sớm. Chắc 4 giờ đi. Mẹ, 4 giờ xong rồi. Không bây giờ thức luôn đến sáng đi. Mày ăn mình. Tụi mày chơi thế. Chị luôn, gớt nghe nó thức xích lắm. Cho chị xem con. Cho chị con đấy. Thức gọi phim mè. Phim mè của anh không có khi chết thì có rượu. Cái này hình như có con ấy. Cái này có một con thôi. Cái này không có may áo. Cái này là khăn áo. Nhưng mà con này á, là người ta không có may hai cái bên eo vào. Để chi? Để cho các chị thỏa sức mà cột nha. Đây em chỉ cho các chị cột con này. Các chị nhìn này. Nó là như thế này nha. Hai chiếc khăn chập vào một. Nhưng nó khác cái con số 6 hồi nãy ở chỗ nào. Cái con số 6 hồi nãy ấy, là các chị người ta may ở hai cái bên eo lại. Còn con này nó không may. Tại sao nó không may? Con này dáng cửa lớp tốt nha. Con này khăn áo cửa lớp tốt. Để làm gì? Các chị nhìn này. Nhìn này. Đó còn. Các chị nhìn con này cửa lớp tốt nhá. Nhìn này, tại sao người ta không may hai bên này vào? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì người ta để cho các chị cột. Nhìn này, nhìn em cột nha. Cái thứ nhất là các chị sẽ cột mặc như này. Mặc cổ thuyền như này. Rồi cột một cái tà đằng trước này vào cái tà bên này. Hai là các chị sẽ xoay ngược trở lại. Xoay dọc trở lại. Xoay dọc lại như vậy cho em. Đây, xoay dọc lại như này. Đó, xoay như này cho em nha. Rồi các chị để ý như vậy và nịt tay lại cho em. Là thành một cái áo kiểu mới. À, đó. Và nếu không nịt đai, các chị sẽ cột vào cho em một cái tà sau. Các chị sẽ cột với một tà trước. Như vậy. À, đây. Đó. Còn nếu không cột như này, thì các chị sẽ thể cột một cái tà sau này với một cái tà trước bên này. Đấy, cột chéo lại. Em nói là đủ kiểu luôn, đủ các kiểu con là điểu. Rồi một cái tà trước này lại cột về đằng sau này. Các chị nhìn thấy sang không? Em nói là cái không may này á, nó dễ mặc hơn là cái có may luôn. Tại vì các chị làm được nhiều kiểu mà rất là sang như thế này. Tớ xinh lắm các chị ơi, nhìn này thấy không? Thấy cái khăn áo này không? Thấy cái khăn áo này xinh không? Đó, cột xinh vào cho em. Đó, thấy cái khăn áo em đẹp không? Đó. Bình thường nhà em bán một con này là 150 một con ha. Chú Phương bán tặng con này cho các chị bao nhiêu? 80.000 đi. Chị nào lấy con này thì lên cho em mã số 7. Số 7 80.000 nha. Số 7 80.000 gọi là bán tặng hả các chị ha? Bán tặng hả, bán cho vui. Bán vài con nó thôi rồi xuống lại nha các chị. Chứ bây giờ mạng mẽo tán thẳng gò được này. Đây mạng em đang đứng đơ này. Má thề luôn đó trời ơi. Bán cái con què gì được.
view đang mấy trăm người, mẹ tụt hết trơn, đâu đâu có, nó đâu có, người ta đâu có coi đâu, người ta chạy hết trơn rồi. Mẹ bao hết đi. Đó, chị nào lấy con này thì lên trên mã số 7 nha, số 7. Số 7 80 ngàn nha. Số 7 có cái à, nói hoài vậy. Rồi. Còn đúng vậy. Nhà số 7 có một cái đầu đi. Để em mặc cái vài số 7 chị dùng em này, mày gặp lấy đi. Đây con khác cũng vậy, anh lên tổng vậy cho em đi, em đỡ em đỡ giới thiệu tiếp lại này. Có con nào giống vậy không hay không? Không thì đưa cái kia lại cổ. Không thì đưa cái kia này. Con này khó không? Con này không may đúng không? Đây, con này cho em nhé. Con này cho em, con này nó y chang con 7 này. Nó y chang con 7 đấy. Các chị về cột đẹp lắm. Nha, về cột nha. Con này con số 8. Con này số 8 cho em. Số 8, 80 ngàn một cái nha. Nghe rõ chưa anh? Số 8 cho em 80 ngàn. Con này y chang con em đang mặc ấy. Cột như vậy đấy. Xinh không các chị? Này, ui xinh. Xinh thế. Trời ơi, nó xinh lắm luôn đó các chị thấy không? Tự nhiên cái có cái áo mới sang trọng phải sực rồi. Nhất là các chị mặc đầm maxi, đầm dây ấy. Đầm dây á, các chị làm ấy, sang lắm. Mà các chị lại còn sexy nữa đúng không? Kín kín hở đúng không? Đấy, vừa mặc được đầm dây mà lại vừa làm kiểu ở trên cái khăn này được, đúng không? Đó, tốt đi, có mấy chục ngàn thôi. Cái này 150 con đấy, bán có 80 ngàn này. 80 ngàn cái nha, con này lên cho em mã số 8. Số 8 nha. Rồi con này cho em 100 ngàn. Con này có may áo. Con này nó có may hai bên eo. Con này có may hai bên eo nha. Con này có may hai bên eo cho em. Nó giống con số 6 ấy. Con này cho em hoa sen như này. Con này 100 ngàn một cái. Con này lên mã 9. Mã 9 nhá. Mã 9 100 ngàn. Mã số 9 100 ngàn một cái nha. Mã 9, mã 9. Đẹp quá. Đẹp quá. Con này con này đẹp lắm. Chị Hương Hoàng ơi, con đẹp lắm chị ơi. Con này đẹp lắm luôn ấy. Con này đẹp lắm chị. Hai cái khăn mới may được một cái áo như này các chị nhá. Hai cái khăn chập vào mới may được một cái áo như này cho các chị này. Đó. Con này lên em mã 9 nè. Mã 9, 100 ngàn. Chị cho chị đưa xe Nguyễn. Mã 9 này. 9, 100 đi. Đây 9 này, 9 này. 9 còn này. Rồi con này cho em. Con này mã 10 nhá. Mã 10 con này có may eo nhá các chị nhá. Nó có may áo này này. Nó có cái may cái eo lại nhá. Còn con em mặc nó không may eo, để cho có cái chị cột đấy. Cột thoải mái cho các em, cho em ha. Còn cái con mà em đang cầm ở đây trên tay này là nó không, nó có may eo ha. Còn con em đang mặc là không may eo này. Thấy các chị cột thoải mái vô như vậy này. Xinh lắm các chị. Bao xinh. Con này lên cho em mã số 10, số 10. Con này hoàng gia nhá. 150. Con này bình thường nhà em bán 150-200 con ha. 200 một con. Hôm nay chú Phương bán tặng các chị có 100 ngàn rồi đấy. 100 ngàn á. Lên cho em mã số 10. Con này có nhanh còn tầm hết nha, con này xịn lắm luôn á, con này nó đẹp lắm luôn á. Con này cho em, con này lên cho em mã số 11 nhá, khăn áo. Khăn áo nhá, cái này có may eo đây, có may ở hai bên eo nhá. Con này lên cho em mã số 11 nhá, mã 11, 100 ngàn. Mã 12, 12, eo ơi con này đẹp quá. Mời cho chị đôi xe Nguyễn. Con này đẹp không? Con này báo đẹp. Mời cho chị Lan Trương. Khăn áo các chị nhá, cái này khăn áo đẹp quá. Con này nó có may eo nhá. 100 ngàn một cái nhá. Con này có may eo nhá. Con này lên em mã 12. 100 ngàn một cái. 100 ngàn một cái. 100 ngàn một cái. Mã 12 cho em. 12. Con này lên cho em mã số 13. Mã 13 nhá các chị nhá. Khăn áo. Khăn áo con này có may eo nhá. Con em đang mặc là không có may. Các chị cột thoải mái nhá. Còn cái con này là có may eo. Có may eo vào rồi ha. Còn cái này là không có may eo là mình cột thoải mái luôn. Cột, nói chung là cột tạo kiểu nhiều kiểu được các chị ha. Mà nó sang nhỉ. Đúng là sang, vừa là khăn vừa là áo, vừa là khăn áo. Con này lên mã số 13 nhá, 100 ngàn một cái. 13. 14. 14 cho em. 14 đây, xinh không? Rất là xinh con này nha. Hai cái khăn chập lại mới được một cái áo như này các chị nhá. Đây này các chị nhìn này. Hai cái khăn người ta chập lại mới may được một cái áo cho các chị như này. Đó. Đó, đây, màu tím này. Nó có hoa rời à. Đó. Nó có hoa rời đây ha. Đó, con này lên cho em mã số 14 nhá, 100 ngàn một cái. Cái con này 200 một cái đấy các chị. Chú Phương bán tặng 100 ngàn thôi nhá, hôm nay là vừa bán vừa tặng hả? À? Chắc là các chị không có xem được like rồi, em chuẩn bị xuống like nhá. Ngưng nhá, tới đây ngưng nhá. Em xuống like ngày mai sẽ like, sáng mai like bù ha. Chứ bữa nay mạng nhẽo thì chán. Chán nhỉ.
Rồi con này cho em nhé, em bán con này nữa để em xuống like nhé, nghỉ sớm. Nghỉ sớm mà, sáng mai like bù. Mai 4 giờ dậy like nhỉ. Xong mọi người đi ngủ hết rồi 4 giờ mình dậy like chứ. Nặng mẹo sáng. Đẹp quá à. Mua hoài nghìn rồi chắc phải mua thêm. chị Tân Thương ơi, cái con này á, cái con khăn này, các chị gì này, các chị mặc như vậy cho em đây, chị nào mà muốn làm kiểu như vậy này, 14 cho chị Huỳnh Thị Miên như này, làm kiểu cho em nha. Đó, để như thế này cho em làm kiểu ha, cho nó xuôi đa ba như thế này, rồi nịt một cái đai ở ngay đây cho em, nó làm một cái kiểu đầm mới nha, thề luôn á. Các chị mặc thử đi, à, nó vừa sang mà vừa che bụng à. Nó vừa sang mà nó lại vừa che bụng, mà nó khoe được cả đầm, cả khăn, mà lại không thấy cái bụng của mình đâu. Đấy, các chị chỉ cần biết mất một tí thôi, chỉ cần khéo tay một tí thôi là em nói là sướng lắm luôn ha. Con này mã số 15 đi, 15 cho em. Sáng mai like khăn nữa nhé. Chị Hà Hiền ơi, like chứ, Tết rồi bây giờ để đây làm sao, lấy tiền đâu trả lương. Tối nay là bán để trả lương nhân viên đây, mà tối nay không có like được đây. Mạng nẻo dán mãi kìa, mạng nó không like được là lấy tiền đâu trả lương nhân viên đây, chán nhỉ. Đấy, con này đẹp quá, con này mã số 15 nhá. Chị nào lấy con này thì em lấy 100 ngàn thôi nhá. Con này nó 200 ngàn đó. Chị Nguyễn. Con này 200 ngàn đó các chị ơi. Ủa, em bán con 100 ngàn, bán cho vui á. Đấy, chú tôi bán cho vui á chị, con khăn như vậy, hai cái khăn chập lại được một cái khăn đấy. Với một cái áo này, hai cái khăn chập lại mới may được một cái áo như này, các chị thấy không, bao nhiêu vải đi. Bán có 100 ngàn để ăn gì đâu. 15 nhá, chị nào lấy nhá, hết rồi. Rồi, chắc là em sẽ ngưng like nha. Con này của chị nào em sửa em trả lại thôi, em lại mặc luôn bây giờ. Em cởi em trả lại, con này về cột chị á, về tao hồ cột. Há hồ cột cho em. Các chị thấy ở người nước ngoài không, người ta dùng một cái khăn thôi mà người ta mặc, người ta quấn, người ta cột á, mặc bao nhiêu kiểu đầm. 15 cho chị Huỳnh Thị Niên. Chị Huỳnh Thị Niên có 15 không? À còn nữa. Đấy, các chị thấy không? Em thích mấy cái con như này, cái con mà nó tả tơi là nó không có may vô ấy. Nó không may vô, các chị mặc được nhiều kiểu, còn may vô thì chỉ mặc được một kiểu vậy thôi. Còn mặc không may vào ấy, các chị nhìn này, mặc kiểu này cũng được, nịt tai vào y như này. Còn không thì cột ngay bên hông này, cột qua đây, không thì cột xéo qua đây, cột xéo qua đây. Trời ơi, nó thích lắm. Theo hộ cột em, về sướng luôn. Đây, của chị nào đây trả đây. Trả nha. 15 cho chị Hoa Phan. Đai cho chị Dược Nguyễn. Đai đây, đai em đang xài đây chị này. Nhà em cẩn thận lắm, bán cái đai 120 miễn ship nhưng mà cẩn thận lắm. Em dán hết băng keo như này này để các chị mặc đầm nó không cạ vô đầm các chị á. Nó không bị chảy đầm của các chị ra. Chứ không là nó chảy đầm các chị ra phí lắm, tiếc lắm. Cái đầm mắc tiền phí lắm. Cho dù rẻ tiền cũng rất tiếc lắm. Đai 120 một cái miễn ship. Ôi xài hoài. Em xài mấy năm trời mà nó vẫn còn nguyên si à, nó chả bị dao hết trơn chứ. Cái này tụi em mua ở nước ngoài mang về các chị. Các chị cứ bảo nhiều khi có nhiều chị mua cái đai nhà em 120 mà cứ ngồi trả giá. Thề luôn á, trả giá dã man luôn đấy. Cứ bảo chỗ này rẻ hơn, chỗ kia rẻ hơn. Các chị cứ đi mua đi, em có giữ cái gì đâu. Đâu rẻ các chị đi mua đi. À, còn nhà em bán đấy. Tại vì các chị chưa xài qua, chưa biết thôi ha. Em xài con này mấy năm trời nó còn chưa giãn luôn á. Xài cả mấy năm trời rồi đấy. Các chị thấy nó còn mới tinh như này. Thấy không? Đấy. Ngày nào không đeo vậy đó. Nó có bị gì đâu. À, Cún nói mẹ đẹp quá. Ủa Cún đâu đây nữa đây Cún. Ý đây. Em trời ta làm chuyện á. Cún ơi, Cún đi ngủ chưa? Mặc 250 chị ơi. Đằng bên đang mặc là lụa pháp nhá, lụa pháp chun eo này. Eo từ 65 nó căng ra được đến eo 95. Từ 45 kg tới 70 kg, lụa pháp form Âu nhá, trên 1 triệu một con các chị. Em bán tặng có 250 miễn ship thôi á. Chị nào lấy con lụa pháp này thì lên cho em mã em mặc này. Mã em mặc nhá, trắng em mặc đây. 250 một cái miễn ship. Trời ơi, đã lắm, mặc sướng lắm. Mặc cái màu trắng á các chị biết sao không? Nó không có kén dáng, không kén da, không kén tuổi luôn. Tuổi mặc vào nó rẻ, đúng không? Em đang U40 mặc vào tưởng hai mấy đi, đúng không? Như vậy thì mặc cái khăn vô cho nó... Cho nó giống Ủa cái khăn mấy khăn đây. Đây. Em mặc con khăn này vô nha.
khăn áo. Thử con này coi ổn áp không. Cởi ra mặc cho nó sướng. Cái này là cái này này các chị thấy không, cái này nó mặc nó sướng lắm. Cái này nó may hai eo lại rồi nha, gọi là khăn áo. Khăn áo, khăn áo, khăn áo. À, đây chị Trần Dung mấy lần của em, cái này em mặc rồi, của em lấy cái khác cho chị. Cái này thím tốt rồi, thím mặc cái này luôn. Cái này thím tốt, thím mặc, đừng có bán cái này của thím. Mày treo vào tủ của thím rồi thím. Ừ. Thím tiếp xúc cái này rồi, thím để dành luôn. Em mặc thích lắm, em để dành luôn, các chị không bán. Mấy cái mà em mặc lên em thích lắm luôn á. Ừ, em thích lắm em mới mặc. Mà mặc lên rồi nó không muốn bán đâu. Khăn cho em nhé, khăn cho em. Khăn dây xích. Dây xích Hoàng Gia đây. Khăn 100 ngàn một cái, khăn áo. Khăn áo 100 ngàn một cái. Dạ 200 rưỡi chị Trần Dung ơi. Đầm trắng 200 rưỡi à, trên 1 triệu con đấy, em bán tặng 200 rưỡi. 200 rưỡi một cái. Còn cái khăn áo này em bán có 100 ngàn cái nhá, miễn ship luôn. Chị nào còn có đơn rồi ấy, thì mua em bán 100 ngàn em miễn ship luôn cho. Em kèm đơn em đi luôn cho. Khăn áo nhá các chị nhá, khăn áo. Cái này cứng lắm, cái này dễ mặc lắm, sướng lắm. Có nhiều, ngày mai em like đi nhiều mẫu đẹp à. Ngày mai em chi âm tẹp ra luôn. Chị gì đó, chị Hoàng hồi nãy chốt mấy cái khăn nhỉ? Có chị nào chốt mấy khăn nhỉ, chị đô xe gì hả? Chị đo xe gì ơi, con này. Cái con này mắc tiền lắm chị. Cái con đỏ này mắc tiền lắm. Em không dám mặc vô đây này. Cái con này 400-500 ngàn một con đó chị. Đây, em bán thằng chị 100 ngàn, chị ơi chị thích không? Chị thích không em để cho. Em còn một cái thôi. Đây này, em thấy chị chốt mấy cái rồi đấy. Chị đo xe gì đấy, đúng không? Chị đo xe Nguyễn đấy, em thấy chị chốt mấy cái rồi đấy. Em ưu ái cho chị con này này. Con này em không dám mặc vô luôn đấy. Đây này, em không dám mặc vô luôn tại vì nó đẹp quá, không dám mặc vô luôn đây này. Đấy, anh còn con này không? Con này em thấy có cái đây. Chị ta xe Nguyễn có lấy con này không? Em bán cho tặng tao tắm. Cái này 4-500 ngàn đấy, em bán tặng tao tắm ngàn không? Khăn áo. Chị Hương Hoàng. Chị Hương Hoàng, em để cho chị con này nhá. Chị Hương Hoàng ơi, em để cho chị con Hoàng Gia này nhá. Con khăn Hoàng Gia này. Cũng còn một cái thôi. Đây này, cái này chị Hương Hoàng ok thì lên ok cho em. Cái con này nó là Hoàng Gia chị ạ. Chị ok thì lên ok cho em nhá. Đẹp lắm, con này đẹp. Nói chung hai con nào cũng đẹp hết rồi. Đấy, phê lắm. Đây, chị Hương Hoàng ok. Rồi chị lo xe gì đấy còn đây không? Chị mà không còn đây thì em cho chị Hương Hoàng luôn đấy. Em đưa chị Hương Hoàng luôn đấy, là chị Hương Hoàng số hưởng luôn đấy. Con này đẹp lắm chị ơi, con này em không dám mặc luôn á. Con này 4-500 ngàn con đấy, em có con một duy nhất à, để dành đấy. Bán tặng cho chị về mặc Tết lấy lọc à. Cái này, các chị này, nhìn này, nó to như vậy này. Nó to nhất trong các loại nhất luôn. Con này nó to nhất luôn. Nó to, bởi vậy cho nên là hai cái khăn to, thật là to. Đây này, hai cái khăn to, to xá man luôn. Thì nó mới làm được một cái áo. Đấy, 4-500 ngàn con, em bán 100 ngàn. Đây này, các chị ơi, mình có thể mặc dễ vai. Dễ vai. Mặc dễ vai cho nó sexy. Cưng quá, cưng quá. Để em, cái đỏ này em hết rồi. Hết mẻ rồi. Để em kiểm tra coi. Em kiểm tra có khi lại còn rồi. Đấy. Đấy, mấy chị chốt nãy giờ nhiều rồi em mới ưu ái chứ. Bình thường tốt rồi, 100 ngàn nó chết em á. Chết cụ mất. Hết thật rồi sao? Ngày mai em chiến thì ăn này được. Bữa giờ đâu chiến mấy đâu. Chiến thức buổi hay buổi. Cái mai chiến tuyệt ga luôn á. Mai chiến cái gan này thôi. Banh lắm. Rồi, cái này có một cái thôi, trời ơi. Chết rồi, cái này một cái rồi chị ơi. Chết rồi. Trời ơi, cái này có một cái thôi. Ôi trời ơi, cái này có một cái luôn. Một cái luôn. Rồi xong. Em chị nào nhanh thì được tầm hết nha. Nè nè, cho các chị xem nè. Chị nào nhanh được tầm hết nhá. Mấy cái này là mấy cái em để dành nha các chị. Mấy cái này chúc Phương để dành nha, không dám mặc luôn á. Không dám mặc.
Mấy cái này em để dành không dám mặc luôn à. Mấy con này mắc tiền. Mấy con này thì là những con mắc tiền tụi em còn chưa đụng đến luôn á. 400-500 ngàn một con à. Hôm nay tại vì không có xem được like ấy. Không ai xem được like thôi em bán tặng các chị 100 ngàn cho nó cũng có vui vậy thôi chứ còn. Cái con khăn này các chị nhìn thấy không? Hai cái khăn to dã man như này thì mới được một cái áo nha. Thì các chị mới được một cái áo. Đây. Hai cái khăn to dã man không? Thì mới may được một cái áo mà em bán có 100 ngàn thôi ấy. Cho các chị 100 ngàn thôi. Bán các chị thì về xài cho con lợi bán. Cho chị Dược Nguyễn. Chị Dược Nguyễn thích đỏ này. Đây. Ở đây con đỏ này ra, con đỏ ra. Đây cho chị diễn cho này được. Cho chị con này được. Ê em ơi. Cho chị Dung chị Dung Trần tốt gì vậy? Rồi cho chị Dược Nguyễn đấy. À, con em chốt cho chị Dược Nguyễn một con đỏ rồi đấy chị. Em chốt cho chị Dược Nguyễn một con đỏ rồi đấy nhá. Con đỏ này á. Con đỏ vừa rồi á tại vì chị ro xe thì không có thấy. Em chốt cho chị rồi đấy. Còn con này cho chị nào đây? Con này cho chị thì con em đang cầm này cho chị nào đây? Có 100 ngàn đấy em bán tặng cho chị. Về mà đeo cho sướng. Thích lắm các chị ơi. Khăn đỏ, khăn áo. Đang cầm. À, con đang cầm à? Ok, đưa con đang cầm cho chị đi. Vậy là em lấy lại con hồi nãy nha. Rồi em lấy lại con này nha. Em lấy lại con này nha, em tốt cho chị con này rồi á. Em tốt cho chị con này rồi á. Mà chị bảo chị lấy con đang cầm thì em lấy con này lại nha. Em lấy con này lại, em tốt cho chị. Chị Hà Liên à. Tốt cho chị Hà Liên nha. Chị Hà Liên số hưởng á. Để con em đang mặc đây này. Dây xích này, có 100 ngàn cái. Dây xích đấy, dây xích hoàng gia đấy. Cái này cho chị Hà Liên á, chị Hà Liên con đấy. Rồi con em đang mặc là khăn áo đây. Con này đấy, 100 ngàn. Bán, em bán tặng các chị là vui đấy. Chứ mấy cái con này làm gì khăn áo bán 100 ngàn các chị đúng không? Đây, cho chị hoa fan đúng không? Hoa fan. Rồi, con này VIP này. Chị nào lấy con này thì lên cho em mã gì đây, siêu phẩm nhá. Con này này. Con này VIP lắm. Em chưa đụng đến luôn á. Không dám đụng đến luôn á. Nó chưa bán luôn á. Đây này. Mấy 100 ngàn một con đó các chị ơi. Hai cái khăn chập lại mới may được một cái áo nhá. Đây này, gọi là khăn áo ấy. Thấy không? Con này chị nào lấy con này thì lên mã siêu phẩm cho em nhá. Siêu phẩm ha, 100 thôi, bán tặng 100 ngàn thôi, sao vui. Bán cứ tặng các chị 100 ngàn thôi. Bình thường nhà em bán một con như này 220 được nha. Có những con 400-500 ha. Đấy, em bán 100 ngàn thôi. 100 nha. 100 ngàn, chị nào lấy con này thì Mua hai cái khăn dùm em mới đi đơn được nha. Cứ một cái khăn có 100 ngàn đi đơn chết cụ luôn. Con này lên mã siêu phẩm cho em nhá. Siêu phẩm. Siêu phẩm nhá, siêu phẩm 100 ngàn. Có hai cái thôi nhá các chị, hai cái thôi. Chị nào nhanh được chậm hết hai cái siêu phẩm. Cho chị Phong Thủy. Rồi con này một con duy nhất hoàng gia. Một con hoàng gia duy nhất. Con này 350 một con đó các chị. Cái này 350 đấy. Em bán tặng 100 ngàn luôn. Chị nào lấy con này thì siêu phẩm cho chị Hoa Phan. Chị nào lấy con này thì lên cho em mã số. Cái gì hoàng gia nhỉ? Hoàng gia đi. Hoàng gia 100 ngàn đi. Hoàng gia đi. Coi con nào cũng lên này. 100 ngàn. Ừ, cho em con đấy. Ôi, cái móc ở đâu con đấy vậy? Ồ, đúng rồi đấy, cho em con này. Ôi, các chị ơi. Con này. Này, mẹ tôi, con này, con VIP. Giờ em thấy luôn đấy, có con à. Ôi, cả lô khăn có một con à. Cả lô khăn có con à. Này, mẹ tôi, con này 400 ngàn con này. 300 ngàn. Hôm nay là gọi là bán vui á, các chị. Ê, xin bỏ con bấm ra. Đó. Ê ngoài. Mạng mẽo em cũng bán được hàng ấy, các chị chạy hết trơn rồi. Các chị thoát ra hết trơn rồi, ai cũng bảo không có coi được. Chạy ra hết trơn rồi, em mang khăn em bán cho vui á. Chứ các chị chạy rớt mạng hết trơn rồi, buồn. Hôm nay là ngày chúc Phương bán tặng các chị để lấy tiền lương trả nhân viên á. Mà bây giờ mạng đâu có bán được đầm đâu các chị, đầm quá trời mà đâu có bán được đâu. Bây giờ em phải bán, em bán mấy cái khăn cho vui vậy. Rồi hẹn các chị mai vào nhá, sáng mai vào em bán đầm tri ân nhá. Để trả lương nhân viên ha. Sáng mai 8 giờ nhá. Sáng mai 8 giờ vào ủng hộ em nhá. Ủa xe nhân đôi rồi. Sáng mai 8 giờ, mẹ mày 4 giờ tao còn đang ngủ vắt lưỡi. Cô quên tụi mày đang ngủ vắt lưỡi. 4 giờ tao chưa dậy ấy.
Ơ quên, tao chưa ngủ á. Tụi mày đang ngủ vắt lưới. Con hiểu. Mẹ 4 giờ. Ơ 4 giờ, 4 giờ chúng mày đang ngủ vắt lưới. Chị Tuệ, Tuệ gì ấy? Con đang cầm cho chị Tuệ mà nuôi cổ. Bị đứt hai tuyến cáp quang quốc tế đây. Có mỗi cái cáp quang thôi, mẹ ăn mà cứ đứt dây suốt thì cứ tưởng dây thông quần đấy, ăn đứt miết chát. Có cái dây cáp quang rồi ăn đứt miết. À, mẹ con đang con béo béo. Con béo. Chị con béo ấy. Mẹ ăn có mỗi cái dây cáp quang ăn đứt miết thôi, chứ nhiều cái gì. Ăn đứt miết thôi, dây cáp quang bảo làm như dây thông quần đấy, ăn đứt miết các chị. Hả? Từ từ nha các chị ơi, em bớt nhìn thấy mấy con này ghê lắm. Nè nè nè, con này đẹp chưa? Mấy con này mắc tiền các chị, khăn áo ấy. Ôi em bán 100 ngàn cho vui các chị nhá. Chị đã ủng hộ em rồi, ủng hộ em cho mừng nhá. Tào lao ví đao ví cho mừng à. Chứ bây giờ vừa lên like xuống like nó sai sai. Vừa lên like xuống like thấy nó sai sai. Con này cho em 100 ngàn, khăn áo. Con này lên cho em mã số 1 đi. Lên mã số 1 thì cho nó nhanh. Con này cổ thím, bỏ nó coi sao ngoài cái thím. Đâu, bắt đầu tôi nhầm một tiếng. Chị nào lấy con này lên số 1 nhá, 100 ngàn đúng không chị, em bán tặng cho chị 100 ngàn, miễn ship từ hai cái khăn nhá, miễn ship từ hai cái khăn nè, một cái khăn em đã bán lỗ chồng lít rồi, còn miễn ship nữa chết luôn, miễn ship từ hai cái khăn nè, hoặc là các chị có đơn rồi á là miễn ship hết nhá, nhà em trả lấy tiền ship của ai bao giờ đâu, các chị yên tâm mà mua nhá, con này mã 1 cho em 100 ngàn, mã 1 nhá, này nhìn phê không? Nhìn này, trời ơi, má ơi. Cho chị mà phê. Chị nào lấy con em đang mặc này thì lên cho em mã gì nhỉ, dây xích hả? À, cái gì, dây xích này, em đang mặc dây xích này. Ủa chị. Ôi. Mẹ nó mất rồi. Mất cái gì? Rồi lại lát nữa rồi nè. Mẹ mày lát ngay cái chỗ mỏ tao chu lên đấy. Ừ. Con quỷ, mấy đứa mày cứ để ý nó cứ lưng mỏ tao chu lên, tụi mày chụp mệt mẹ. Đứa nào? Đâu, nó đứng im luôn. Đứa nào? Chị nào mà chụp cái mỏ em bài hải là hỏi cái đầm gì là em kêu hết hàng đấy nhá. Mắc cười bữa trước bà kia. À, em ơi, cái đầm này còn không? Mà cái mỏ em bà chụp rồi nè. Chúa tôi thề luôn, các chị ơi, nhìn cái mỏ tráng đời luôn. Thề luôn, bà không lỡ chụp cho tôi được đẹp chút. Dù mẹ chụp tôi, cái mỏ tôi vậy đấy luôn đó trời. Ôi cái gì đây? Cái này, ôi các chị ơi, cái này nó không may áo này. Con này không may áo, ê con đấy may áo không? Con chị nào vừa thuốc số 1 đây. Số 1 là con nào vậy? À con này có may áo. Ủa con này có may áo à? Con 2 này. Ôi con này có may đấy. Sao tao vớ ngay cũng con tả tơi này. Con em đang mặc ở số 2 nhưng mà có hai kiểu nhá. Có hai kiểu, có một con là kiểu may áo này, còn một con nó không may. Nó để cho các chị cột nhá. Cái thứ nhất là các chị mặc như này, nhìn này. Đó, mặc như này cho em. Cái thứ hai các chị cột hai cái này vào một. Cột hai cái này vào một, hai cái này vào một. À, cái thứ ba các chị xoay ngược lại cho em, nhìn này. Xoay ngược lại như này và làm kiểu khác cho em. Ê ơi cái này yêu lắm, em thích cái kiểu này. Đây các chị nhìn này. Xoay ngược lại như này cho em nha, nhìn này. Đó, xoay ngược lại như này, xong rồi bắt đầu cột này, nhìn cột này. Một là mình sẽ nịt tai ngay đây luôn. Ha, hai là mình sẽ cột như này. Cái tà trước này với tà sau vào một. Cái tà này với tà này vào một. Ba nữa là tà dưới đằng sau này. Tà dưới đằng sau này đưa qua đây cột với tà trên này. Đó, cột vào đây em. Cột vào nha. Còn cái tà này cột qua đây. Cột qua đây. Chị ơi. Chị. Tao đập mày bây giờ đẹp. Cái mỏ tao bài hạ gì đó. Đó. Các chị sẽ cột như này cho em. Rất là tinh cho em như này à. Tại vì cái này nó làm được nhiều kiểu lắm. Các chị kéo tay về cột được nhiều kiểu. Mẹ nhìn nó tây thế này. Đó. Cái gì vậy? Khi các chị cột thì cái này ra. Chị nem bát. Cột nó ra bên nách á. Em cột đại đại đằng trước á. Đây này. Cột nó ra bên nách á. Đấy. Con hai. Cái con này nó tả tơi đấy. Chị Nam Bắc lấy cái con tả tơi này hay là cái con có may áo vào. Cái con này không may. Chị đấy không may hay là có may. Có một con có may này. May hai cái eo rồi này. Nó may hai eo giống cái con hoàng gia em vừa mặc. Còn cái này nó không may mình cột này. Em nó cột đủ kiểu luôn. Cột đủ kiểu cho em cắt áo. À, con nào rồi nhỉ? Đây, beo. Chị nào lấy beo lên beo này, beo vàng này. Beo vàng có may eo này. Cái này nó có may eo này các chị nhá. Nhìn này, 100 ngàn một cái. 100 ngàn một cái miễn ship luôn.
mua từ hai cái miễn ship nhá. Dạ, bán con đợi con áo có 100.000 miễn ship với có mẹ đi. Đấy. 100.000 nha. À, chị nào mà có mua đầm rồi thì miễn ship thoải mái, còn chị nào chưa mua đầm mà mua áo không ấy, khăn áo không ấy thì mua hai cái khăn cho em nhá. Đơn đi từ hai cái nhá. Rồi con này cho em. Con này mã số 3 đi. Số 3. Hai cho chị chấm hồ. Con này mã 4. Mã 4. Ê con mã 4 này không có may. Con 4 này không may nha. Con 4 này không may, chị nào lấy không may thì lấy. Tức là nó giống em cột đấy. Con này con 4 này, con 4 này nó không có may mà nó là hàng siêu phẩm nhá các chị. Cái con 4 này nó là hàng siêu phẩm nha. Kêu vàng cho chị Hoa Phan. Con 4 này là hàng siêu phẩm, nó mắc tiền đấy. Mà thôi kệ mẹ đi, cứ bán 100.000 nha, có hai cái này. Con này số 4 này. Số 4 có hai cái thôi, nó cột cả tơi giống em này. Rồi con này có một cái thôi. Con này có một cái nhá, con này có may này. Các chị thấy nó có may vô này. Nó có may hai cái eo lại nhá. Đấy. Cái gì vậy chị Trần? Lấy cho chị tà như đây mà tà tả tơi. Không may em ai, chị Trần Dung lấy cái con tả tơi. Cái con chị Trần Dung tốt cái con giống tím mà cái này. Chị Trần Dung cũng tốt chưa? Chị Trần Dung chưa chốt. Ờ, tốt đi, tốt con tả tơi này, đây này. Tả tơi cho chị Trần Dung. Ủa con này không tả tơi. Mẹ tả tơi tím mặt này. Con đấy nó không tả tơi, con này. Muốn cho chị Thủy Dương Nguyễn. Ờ, con Giê-xu khăn áo này bữa em bán toàn là 150, 200, 250, 300 con đấy. Bữa nay em bán các chị 100.000 đấy, hôm nay em không có ai. Chị Thủy Dương ơi, đang bán đầm. Tự nhiên cái chẳng ai coi được chị ạ, à. Buồn. Rớt hết mạng rồi, mấy trăm người xem rớt hết rồi. Buồn mang khăn lên bán chị ơi. Bán 100.000 đúng không? Và ủng hộ em cho vui. Đây con thả tơi đây chị ạ, à. Về cột nhá chị. Thả tơi. Đây. Đây phút thôi thả tơi. Em ơi còn nhiều con đẹp lắm chị, em đã bán mấy đâu. Mẹ nó thả tơi lắm. Đâu rồi đây? Mấy chị mà trung niên ấy thì chọn những cái tông màu nó tầm tầm một chút nè. Còn các chị trẻ tuổi ấy thì mình cứ chọn những cái kem màu nó nổi bật lên cho em. Nó bật lên cho em. À, còn các chị trung niên một chút rồi thì mình chọn những cái kem màu nó tầm tầm một tí xíu là được. Không vấn đề. Các chị cứ mặc thoải mái đi. Mặc thoải mái. Đời mấy cái gì đúng không? Đời có bao nhiêu đâu mà phải... Cái con này con mấy đây? Con này con tính đẻ con mấy? Con này 4 nào? Có con này mấy? Con cam này năm à? Ủa con cam này chứ? Con cam này có con mà các chị, số 5 nhá. Con cam beo này, cam beo có may áo nhá, có may áo. Con này số 5. Cái con này có một con này các chị, em thì nếu một con này, mẹ con này đẹp lắm. Yêu ơi con này đẹp lắm, em chưa có bán đâu. Mà con này tả tơi không? Ê không, con này có may áo đi. Con này có may áo chị ạ. Yêu ơi, em nhiều món ăn chơi lắm các chị ơi. Nhìn này, chấm bi. Mẹ ơi dễ thương dã man đi. Con chấm bi này dễ thương dã man. Hai cái khăn to dã man chưa? Nó gọi là siêu to dã man. Đấy. To dã man luôn. Hai cái khăn chập vào mới may được một cái áo. Nhìn này. Nhìn này. Hai cái khăn to dã man. Người ta gọi là to dã man đấy. Đó. Trời ơi, vậy đó các chị ơi. Khăn áo nha, cái này em khoác chơi đấy. Khoác rơi cho chơi đó các chị. Chị nào mà không thích mặc vào thì mình để bên này. Nếu mà mặc đầm maxi nó hở vai ý. Chị nào mà sợ hở vai hở vú này đây giống như vậy này, ví dụ ủ về đây vậy đó, chụp lại bớt thêm cho nó bớt này đó, trai nhìn thấy đỡ thèm gì nữa đó. Chị nào lấy con này thì lên cho em mã gì đây nhỉ? Mã 6 đi, 100.000 đi. Mẹ có con nói tới mai luôn á. Số 6, 100.000 cưng không? À cái này có con à. Con quỷ nào cười tao bẻ răng bây giờ. Con quỷ nào đang béo đỏ nè. Ê ui, con này đẹp lắm. Con này có con à. Mẹ ơi, con này có con à, các chị ơi đẹp lắm. Cái này nó may áo này. Nó có may áo rồi đấy. Đấy, con này có may áo rồi. Các chị ơi, đi về nhà treo ấy. Em chỉ cho treo không thôi này. Về treo nó tụt xuống cổ đây này. Như vậy đúng không? Các chị nhìn này. Ở đây cổ áo này, nó có cái tem cổ áo này, đúng không? Đúng ra là các chị phải treo ngang như vậy đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà cái móc nó nhỏ nó ngắn ấy thì nó cứ tụt xuống thôi. Sao chứ chị Hàn Thúy? Đấy, thấy chưa, đục đấy nó tụt như tụt quần ấy. Đấy, nó tụt đấy. Đấy, cho nên là em chỉ cho các chị treo luôn. Khổ về nhà để ăn rồi treo khăn suốt ngày mệt. Cầm xéo nó qua đây. Cầm xéo qua đây cho em, nhìn này. Đây này, cầm xéo nó qua đây và treo cho em. Nó không bao giờ tuột nha các chị. Nhìn này, tụt không? Trời ơi. Để đó, treo dậy cho em. Nè, thấy không? Con này số 7 đi. Số 7 có cái à? Có cái à? Nói đến trai luôn á. Cái này hoàng gia. Mẹ tôi, cái này hoàng gia.
Trời ơi. Con này số 8, 100 ngàn. Số 8 cho em nhé. Cái này khăn áo, khăn áo, khăn áo. Còn cái nào tả tơi, bảo tả tơi. Khăn áo nha. Nhiều chị cứ hỏi khăn áo sao chú Phương. Nhiều khi em biết nót sao luôn mẹ. Khăn áo này cho chị trăm hồ. Thì nó vừa làm khăn vừa làm áo. Rồi nót sao giờ chú ơi, khăn áo là như thế nào. Hề luôn đó. Biết nói sao giờ. Đây, chị nào mà không biết khăn áo thì làm ơn nhìn giùm em với. Đấy, nói chung là nó khăn, nó vừa khăn vừa áo. Khổ ghê luôn đó trời. Đây, hài lòng chưa? Khăn áo nó như này. Hiểu chưa? Cái gì? Cái số mày đó. Cái con này có con này, các chị đẹp không? Có con nè. Con này số mấy? Mày vừa số mấy? Con số 8. Số 8 nha, số 8. Đây, ví dụ như bình thường các chị đi đi ăn chơi đúng không? Đi ăn đi chơi đúng không? Để cái tay này cho em đúng không? Đấy, cô múa máy quay quần thoải mái cho em ha. Đó. Nhưng mà đến lúc mà bữa ăn ấy, đến lúc mà gắp đồ ăn ấy, vén lên cho em. Cột vô. Nhớ cột vô nha, không cho chúng nó gắp còn chén đũa với xương ấy. Tại vì tay áo nó vướng đồ ăn ấy, xong rồi bắt đầu ngại ấy. Cột con mẹ nó vào cho em. Đó, cột vào, ăn xong rồi cởi ra. Thấy chưa? Cột vô. Em nói là bóc luôn còn được mà. Đấy, không có vướng víu cái gì hết trơn á. Để đó. Xong rồi chừng nào ăn xong thả ra tiếp. Con này số mấy tại tao nói hoài vậy? Số 8 à. Số 8, số 8, 100 ngàn. Cái gì đấy, nó không nói em để em đứng lên nói thứ mai cái gì. Số 8 nha, có con à. Đẹp quá à. 100 ngàn miếng xếp. Bà tôi tầm bấm nghiền rồi đấy. Bà cho chị Trần Nhung. Bà tôi bấm nghiền rồi đấy. Đây, 100 ngàn đây. Ê, còn con beo nè. Ê, cái này có một con à các chị ơi. Này, có con à. Ôi, em mặc con này vào đẹp lắm. Mày mặc vào lột ra nữa cổ. Con này cho em mã số 9 nhá, số 9. Số 9 nhá, 100 ngàn. 6 chiếm có chưa? Số 9, 100 ngàn. Con này một con luôn này. Ten. Trời ơi. Trời, đất quỷ thần, thiên đụng. Nó đẹp như vậy nè. Thế tôi nói con đấy không được, trời ơi. Tôi nói con đấy không hay. Trời, đất quỷ thần, thiên đụng ơi. Tôi nói con đấy không được. Con này cho em bao vip nha, con này to lắm. Con này to lắm này. Con này đẹp lắm này. Chị Nam Bắc. Con này số 10 đây. Con 9 là con beo nha. Con này con 10 đây. 100 ngàn thôi. Bán gọi là bán tặng nha các chị ơi. Cái chiếc khăn này bán 100 ngàn thì chết luôn á. Cái này có con à. Con này hoàng gia. Trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi nó đẹp. Blem. Blem. Nhớ nha, về treo xéo như vậy cho em nhé. Đừng có treo như vậy, nó tụt xuống, nó tụt thôi là tụt quần luôn đó. Không nhặt kịp đâu nha. Đây nè, treo xéo vào cho em nha các chị. Cái con này 400-500 ngàn á, em không đùa đâu nha các chị. Cái gì cái cười nói nha các chị. Cái này hoàng gia VIP nha các chị. Hoàng gia VIP đấy. Mẹ lôi ra bán 100 ngàn, em hỏi các chị chứ. Mau dầu các chị nhỉ. Bán 400-500 ngàn là me gì, đúng không? Bán cứ như em 100 ngàn, nó mau dầu. Đúng không? Thế phải không? Thấy không? Rồi con này mã 11 cho em nha. 11 nha. 11 cho em 100 ngàn thôi. Xinh quá. Cái này xinh quá. 11 nha. Con này cưng quá. Làm sao giờ ơi. Đám nào. Đó. 11 cho em. Chị nào nhanh gọt tập hết nha. 11 nha. Để em kiểm tra còn con nào biết tiếp không. Em lên lốt nè. Lên chỗ chị tốt nè. Nói chung là đã nhiều con biết lắm. Không có sức lên rồi. Đây, con này 12 này. Chị Trần Dung. Con này có may áo nè. Con này có may áo vô nha. Đấy, con này có may áo vô đấy. Nhìn này, con này VIP lắm. Mẹ tôi mấy con quỷ này nó VIP lắm. Đây này. Con này lên cho em mã 12 nhá. Mã 12, chị nào nhanh còn sập hết. Em có 2 cái à. Gia tài của Khải đây. Gia tài của Khải có 2 cái. Quá đẹp lắm. Nhớ chiều xéo như vậy nha các chị. Chứ chiều kiểu viên nó đụng hết. Nó tụt xuống đấy. Đó, con này mã số 12 cho em. 100 ngàn thôi. Hôm nay là bán tặng nha. Vừa bán vừa tặng nha. Có 100 ngàn cái. Mua 2 cái miễn ship luôn. Sướng không? Ôi. Em có 2 cái. Chị nào lên nhanh thì còn chậm lấy hết. 12 cho chị Hoa Phan. Chị nào nhanh còn chậm hết nhá. Con này lên em mã 13. Cái này khăn áo luôn. Khăn áo luôn nhá. Nó có may vô rồi. Cái chị tôi túng là nó có may vô rồi. Còn nếu mà nó không có túng á, là nó xòe ra luôn á, là nó thả tơi đấy nhá, là về tự cột đấy. Con này lên cho em mã số 13 nha, 12 còn một cái nha. Mã 13 cho em 100 ngàn một cái miễn tích luôn. Nhớ đi đơn từ 2 cái nha, trời ơi.
13 cho chị Khang Trang Mùi. Các chị hôm nay có nhiều chị không vào xem live được. Em bán đầm cho nên em bán một ít áo rồi em xuống live nhé. Rồi sáng mai em vào bán đầm, các chị vào ủng hộ em nhé. Hôm nay là tối em tri ân để lấy tiền trả lương nhân viên mà mạng mẽo không like được. Đành đoạn phải nghỉ like đầm, like vài cái căn đi ha. Để đầm ngày mai chúc Phương sẽ like. Mong là các chị ngày mai vào ủng hộ em để em có tiền lương trả tiền lương nhân viên nha các chị. Để có tiền trả lương nhân viên nha. Con này đẹp dã man. 100.000 một cái nhá, cái này khăn áo nha các chị. Khăn áo, tức là hai cái khăn chập lại thì mới may được một cái áo cho các chị mặc vô nha. Đó, mê chưa? Đó, 100.000 một cái thôi. Con này mã số 14 nha. 14 cho chị Khăn Trang Bùi. 14, 100.000 đây. 13 có một cái. Rồi cái con này. Để em nè, hai con này giống nhau. Ủa tôi mấy con này đẹp lắm các chị ơi. Mấy con này nó thiệt á. Cái này con này 15 nhá. Con này bán 15. Mấy con này nó đẹp lắm. Tụi em còn chưa có bán tới nè. Trời ơi mấy trăm ngàn con ấy. Để chú em mang em bán trăm ngàn cái gì đấy. Em hâm không? 14 cho chị Nguyễn Hường. Em hâm hâm rồi không? Con này cho em nhá. Con này nó có hoa rơi ở đầu. Ở đây này. Thấy không? Khăn áo luôn nhá. Khăn áo luôn. Con này nó có may vào cái eo vào rồi các chị nhá. Cái cổ đây. Cái cổ đây nhá. Em cổ đây nhá. Đấy các chị mặc vào ha. Rất là cưng luôn cho em. Con này lên cho em mã số 15. 15 mà. 15. 15, 15 cho em nhé. 15. Mã số 15 cho em 100 ngàn thôi nha các chị. Em bán tặng 100 ngàn thôi. Bán ít mẫu rồi em xuống like nhé. Mai, sáng mai các chị vào ủng hộ em nhé. Sáng mai em bán đầm mà. Rồi con này cho em. Con này mã 16 này. 16 đây. Ui con này đẹp dã man đấy. Đẹp dã man. Chú thuộc này đẹp dã man luôn. Đẹp không các chị? Hoa hồng Pháp à. Khăn áo hoa hồng Pháp. 100 ngàn một cái, nhanh còn chậm hết nhá các chị. Em có hai cái thôi. Nên em mã 16 này. Rồi con này cho em. Con này cũng khăn áo này. Con này khăn áo nhá. Con này lên em mã số 17 này. Trời ơi cái này nó đẹp dã man luôn các chị. Trời con này đẹp dã man lắm các trời ơi. Các chị nhìn này. Ôi nó đẹp dã man, cái áo đẹp không? Cái khăn áo đẹp không? Trời ơi rất là tây luôn các trời ơi. Xinh không? Rất là xinh cho cái khăn áo này ha. Đấy, các chị có như này rồi các chị mặc là mặc cái đầm maxi 2 dây ấy, mặc thoải mái cho em. Sướng này. Đấy, che. Vậy chứ chị Phong Thủy. Che hết vai u thịt bắp có chị đi. Rất là sướng ha. Thoải mái luôn. Thoải mái đơn giản ha. Số 17 nhá. 17. 17 có hai cái. Chị nào nhanh còn chậm ấy. Có hai cái thôi. Ôi, em chiên cho các chị con này 100 ngàn. Em thể luôn cái con này các chị ơi nó đẹp lắm. Để mà nói con này mà em bán tặng các chị 100 ngàn em lỗ lòi, em lỗ lòi háng luôn. Lỗ sổng lít luôn đó các chị. Thì con này em tụi em bán 200 chị ân hết cỡ là 200 ngàn đấy. Còn bình thường là 400 ngàn con đấy. Này con 17 đây. Con 17 đây. 17 cho chị Hà Liên. Cái con này bình thường nhà em bán con này là 200 ngàn là chị ân hết cỡ rồi đấy. Mà bây giờ em bán 100 ngàn có mà lỗ sổng lít luôn á. Mẹ chết luôn á. Bây giờ tao làm nào? Ở đây có mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Bây giờ chị ân cho 1, 2, 4, 6, 8 chị à. Chúc Phương chị ân cho 8 chị. Mỗi chị một cái nhé. Đẹp như này à. Rất là đẹp. Rất là đẹp cho em à. Mỗi chị một cái. 8 chị 8 cái nha. Đẹp lắm. Nó là dòng khăn mắc tiền à. Khăn mắc tiền. Khăn mắc tiền à các chị à. Mấy cái dòng khăn này nó mắc tiền lắm. Một con như thế này các chị mua 5-700 ngàn một con á. Không có rẻ đấy à. Khăn siêu phẩm nhá. Cái này lên cho em mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm em bán tặng luôn 100 ngàn thôi. 100 ngàn thôi. Chị nào lên siêu phẩm nhanh thì được còn chậm hết. Em bán tặng 100 ngàn thôi nhá. Cái con nào các chị mặc cũng được hết trơn mà. Màu sắc nó đẹp mà. Gì? Gì? Cái gì? Chị không thể một cái siêu phẩm. Nhà màu sắc rẻ phải để cho anh Sơn đi kiếm. Chị Phong Thủy, Phong Thủy đây, chốt nhanh. Chốt nhanh không hết được. Chị Phong Thủy một bé.
chị Thanh Tâm Lê Thị, một bé siêu phẩm 100.000 thôi. Chúc Phương bán tặng cho vui thôi các chị ơi, chứ cái này khăn này 5-7 trăm ngàn một khăn đấy. Cái này là con siêu phẩm nhất đàn đấy, đúng không? Mẹ lôi nó bán 100.000 nè. Lôi, ê, tôi thấy mít đột mắt ngon lắm. Em dậy anh, em dậy. Chờ thế mày. Lôi nó bán 100.000 nè, các chị nào cũng tốt nhanh nè. 100.000 một cái nha, nhanh còn tập hết nha. Đây là khăn siêu phẩm các chị nha. Cái này là khăn siêu phẩm mắc tiền ha. Các chị mua không vẻ đâu. Chỗ của con này nó đẹp lắm. Khăn siêu phẩm nó đẹp cỡ này, các chị thấy không? Nhìn này, hai cái khăn xịt bự như thế này mới được một cái áo. Thấy không? Các chị thấy không? Hai cái khăn xịt bự như thế này mới được một cái áo như thế này. Đấy, em bán tặng các chị 100.000 rồi đấy. Chị nào lấy siêu phẩm này lên nhanh cho em nhé. Chúc Phương bán tặng có 100.000 rồi đấy nha. Không đẹp không biết tiền á. À, nó đẹp lắm mà. Chúc Phương để dành một con nha, đưa hết. Để dành một con, đưa hết, để lúc thích thì không còn. Nắng này đẹp quá. Trời nó đẹp quá hả? Nắng nào không? Nắng nào không? Chị ơi lên đầm nãy giờ ấy, lên đầm nãy giờ mà bị nó không mạng, nó mạng nẹo nó chán đời. Trời con đẹp quá. Chị Trần Dung ơi. Chị Trần Dung ơi, chốt nhanh còn kịp. 100.000 một cái, 100.000 một cái, nhanh còn kịp, lên mã siêu phẩm cho em. Mã siêu phẩm căn áo cho em nhanh còn kịp. Đẹp không? Đó, rất là cưng luôn. Siêu phẩm khăn áo nha. À, sáng mai em lên đầm nha các chị nhá. Tại mạng nó bị chập chờn ấy. Các chị thì rốt mạng hết trơn rồi. Còn nãy đông người xem lắm, mấy trăm người xem ấy. Mạng nó chập chờn rốt mẽ hết trơn rồi. Các chị không xem được, tại hết ra rồi. Chán thì giả like ấy. Like mấy cái khăn xong rồi tí em xuống like giờ đấy. Sáng mai 8 giờ nhá. Sáng mai 8 giờ nha các chị nhá. Sáng mai 8 giờ. Mai đúng 8 giờ được, đội like phải có mặt ở đây nhá. Dạ ok chị ơi, mai em gửi luôn cho, mai em gửi luôn cho. Chị Hà Liên ơi, có lấy thêm con này không? Lấy thêm con này không? Đẹp quá chị. Lấy thêm con này không? Lấy con siêu phẩm để thêm không? Thôi mai người ta tốt hết rồi. Có mấy cái mai người ta tốt hết. Ngày mai em like khăn, like áo, like đủ thứ like nha. Em like em luôn á. Em bán em luôn á. Cái này gì đấy? Ôi dồi ôi. Ôi dồi, con này nó đã mang chưa? Con này đẹp chưa? Con này đẹp lắm các chị ơi. Con này khăn áo nhá các chị, cái này khăn áo nhá. Sẽ còn khăn chị áo. Chị Nguyễn Thị Nga. Cái này khăn áo nhá, cái này mắc tiền các chị, hôm nay em bán tặng á. Em bán tặng 100.000 đấy, hôm nay em bán tặng 100.000 nhá. Tại vì like đầm không có được, mạng mẽo like không được. Chú Phương bán tặng các chị cái khăn, một cái khăn áo như thế này 100.000 thôi nha. Chứ bình thường con này 200 mấy một cái nha. Hơn 200 một cái nha các chị. Hơn 200 là nhà em bán, nhà người ta bán cao. Đấy, thấy không? 100.000 một cái nhá. Con này mã 15 đi. Mã 15 cho em nhá. Mã 15 cho em. 15. 100.000 một cái nha các chị. Mã 15. Khăn áo nhá, cái này khăn áo đấy. Nó có may hai eo vào đấy. Hai bên eo nó có may đấy. Mã 15 nhá, 15. 15. Ở đây còn hai con đỏ này. Có hai con đỏ. Hai con đỏ hoàng gia đây các chị. Hai con đỏ đây. Đỏ nhá, đỏ mã 16. Đỏ mã 16 cho em nhé. 15 cho chị Hoa Phan. Đỏ. Khăn áo luôn các chị nhé. Cái này khăn áo luôn. 100.000 một cái. Lên em mã 16. 16 nhé. Mã 16 cho em 100.000 một cái. 16. Là chúa cái này có con đây. Rồi con này cho em một con duy nhất nha, 17 này. Con hoàng gia màu xanh. Hoàng gia màu xanh. Con này đẹp đã mà không? Một con duy nhất khăn áo các chị nhá. Con này lên em mã số 17 nhá. 100.000 các chị nhá. 100.000. Đẹp không? 100.000 một cái, mã 17 nha. Rồi con này cho em mã 18. 18 cho em con này đẹp không? 18 nhá. Khăn áo 18 100.000 một cái. Cưng quá à. 18. Mười bảy cho chị Hoa Phan.
Ôi. Ôi mẹ ơi con này bên này. Bên này có nhiều con chưa nhìn thấy luôn ý. Có nhiều con chưa nhìn thấy luôn ý. Rồi chờ em tí nha, em moi mấy con siêu phẩm cho mày ra. À nó tốn cho mày. Chúa ơi. Giờ em thuốc nha, em moi siêu phẩm đây. Đây, cái này có một con duy nhất này. Dẹp vô con. Con này có một con duy nhất nhá. Một con duy nhất cho em, khăn áo. Cái này có may các chị nhá, có may hai bên eo vào nhá. Gọi là khăn áo nhá. Cái này có một con duy nhất. Em bán tặng 100 ngàn một cái nhá. 100 ngàn một cái lên mã 1 nhá. Mã 1, 100 ngàn này. Con này cho em. Con này con đẹp đã mang không. Con này mã số 2 nhá. Số 2, 100 ngàn một cái. 100 ngàn một cái. Yêu đẹp đã mang luôn các chị ơi. Số 2. Chị nào lấy 2 lên 2 nhá. 100 ngàn một cái. Khăn áo. Chị Tân Hoàng. Chị Tân Hoàng và ngay tin nhắn Messenger cho dùm em số này địa chỉ nha chị ơi. Khăn áo. Ủa, cho chị Tuệ Mẫn Nguyễn Vũ. Con này có một cái thôi nhá. Cái này siêu phẩm các chị nhá. Mấy con siêu phẩm đẹp lắm. Mắc tiền ha. Em bán đại 100 ngàn luôn. Gọi là bán tặng ha. Bán tặng các chị 100 ngàn luôn nhá. Khăn áo. Con này lên cho em má số 3 nhá. Số 3 100 ngàn. Con này số 4, một cái nha. Hai cho chị Hoa Phan. Cái này có một cái thôi đấy. Ui đẹp lắm. Lệ mẹ mấy cái khăn áo đẹp lắm các chị ơi, nhìn này. Vừa làm. Hai cho chị Thu Vũ. Nhìn này các chị. Nhìn cái khăn áo này đẹp không? Ha à, nó đẹp lắm nào. Con này lên em mã số 4 nhá. Số 4. Số 4 100 ngàn. Có một cái thôi. Con này số 5 một cái luôn. Cái này hoàng gia. Hoàng gia cho em. Chị Hoa Phan. Nhìn này, hoàng gia đẹp không? Có một cái thôi nhá. Đẹp lắm khăn áo. Khăn áo cho em một cái, lên em mã số 5. Số 5 có một cái luôn. Ôi, in đồ bên cây bên này nè. Em coi cái còn. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Bác ngồi trong này bối rồi. Ở ngoài không biết cái chuyện gì xảy ra. Chết. Ôi trời ơi. Mặt rút vô hả em? Phải rút qua cái cổ mới vô được chứ chị. Dạ chui cái đầu vào. Chui cái đầu vào cái cổ chị ơi. Chui cái đầu lên cái cổ dễ mà. Để mặc cho xem. Chờ thúc em cởi đồ em mặc cho xem nào. Mặc cách nào? Khổ quá, để em mặc cho xem nào. Đợi em ra, em moi siêu phẩm ra em mặc cho xem nào. Khổ. Đơn giản mà, dễ mà các chị. Đếm đem con siêu phẩm này ra xong em mặc cho các chị xem nào, dễ mà. Ôi đơn giản dễ mà, đây này. Đây nha. Yêu ơi, cái này bôi thứ của con này đẹp bôi cho tím. Đây nha. Con này có một con thôi. Đây. Các chị nhìn này, cái khăn áo này nó có cái tem ở cổ này. Các chị nhìn thấy không? Đấy, tức là mình mặc về phía sau. Nhá, mình cầm như vậy này, thấy không? Này, sọt qua cái đầu. Ha, à, vậy đó. Mình để như vậy luôn là cái cam vậy đó các chị. Ha, à, đấy, muốn để. Còn mình muốn mặc vô thành áo thì đây, nó có cái tay bên này, chui tay vô. Đấy, chui cái tay vô. Tại ở bên eo nó có may một cái đường dọc thẳng xuống đó các chị. Đây, đây nhá. Đây, thành cái áo. Đây, thành cái áo như này thôi. Nhưng mà cái này nó là khăn von. Các chị mặc ở bên trong cho em. Một là các chị mặc đầm maxi, hai là mặc áo dây, rồi chân váy hay quần hay gì đó tùy mix nha. Còn điều là cái này nếu người ta đi biển ấy, người ta không có mặc cái gì ngoài cái đồ lót ra và khăn đâu. Đó, còn những chị nào muốn mặc như vậy với đồ lót không thì mặc, còn không thì các chị mặc kèm áo dây bên trong nha. Đấy, đẹp không? Khăn áo ha. Đấy, mình có thể để như vậy cho nó sang. Ha, đây. Hoặc là mình có thể cột nó vào. Cột cái tay này vào cho em nhá. Tùy ha, tùy mình thiết kế. Mình thích kiểu nào ha. Cột một nút, hai nút tùy ha các chị ha. Thắt bím, thắt nơ tùy. Đấy, thắt bím, thắt nơ vào cho em. Đấy, rất là sang như này ha. Đó. Khăn áo, con này có một cái. Lên cho em mã số 6. Số 6 đúng không? Số 6 có cái à, 100 ngàn. Cái này nhà em bán 200 một cái. Siêu phẩm như này các chị nhá.
một con khăn áo như thế này là hai cái khăn chập màu mới được một cái áo nha. Đấy, thì chú Phương bán, nhà em thường bán là 200 một con, nhưng hôm nay chú Phương bán có 100 ngàn thôi đấy, 100 ngàn một cái thôi đấy, thấy xinh không? Chị nào lấy con này thì đến mã 6 nhá, có một con thôi. Siêu phẩm nó không có nhiều, các chị ơi, có một con thôi. Khăn áo đây. Đó, ngày mai em like cho các chị đa dạng mẫu, nhiều mẫu lắm. Đấy, mỗi mẫu có một cái thôi, đâu có nhiều đâu. Thấy con này xinh chưa? Con này xinh nhở? Như thế này các chị có thể thoải mái mặc cho em những cái đầm dây, đầm maxi dây, đầm 2 dây này kia đấy, thoải mái mặc luôn. Có nhiều chị bảo, ôi em ơi vai chị to, đây vai to đây, che hết rồi đây. Thấy vai không? Này, dễ vai ra cho sexy. Đấy đó. Trời ơi khổ. Con này số 6 cho em. Có nhiều con đẹp đúng không chị? Có nhiều con đẹp nha, có nhiều con nó rất là đẹp đây. Con này cho em, con này con mắc tiền dã man luôn. Cái con này là các chị này có một con duy nhất nha. Một con duy nhất rồi đó. Đó, con này cho em nhá. Con này mã VIP cho em. VIP thì bán 100 ngàn cho chị luôn. Chị nào lấy con này lên mã VIP 100 ngàn, chị nào nhanh được chậm hết. Chị nào nhanh được chậm hết nhá, 100 ngàn. Đó, 100 ngàn cho em. Mã VIP này, còn 6 em đang mặc cho người đây. 6 chứ chị, táo đỏ, táo đỏ. Cái này các chị thấy em bán còn 200 con đúng không? Mấy con thường thường mà vừa thôi thì mấy trăm mấy. Còn toàn là 200 đổ lên không đấy, hôm nay em bán có 100 ngàn cho các chị đây, 6 đây. 6 con đang thì mang cầm. 6 đây nhá, nhớ về treo, các chị đừng có treo dọc như vậy nha. Treo như vậy là nó rớt nha, mình treo ngược, treo vặn lại như vậy này. Đấy, móc thành chữ V như này cho em là không có rớt khăn xuống được nha. Nó không có rớt xuống được cho các chị nhá. Rồi, con này có một con duy nhất, hoàng gia màu vàng. Hoàng gia vàng nhá, hoàng gia màu vàng. Con này đẹp đá man luôn. Con này em nó không đẹp, không lấy tiền. Đấy, free size các chị nhá, ai cũng mặc được hết trơn, 100 ngàn một cái, lên cho em mã 7, 100 ngàn. Đeo khăn áo, đeo. Con này lên em mã 8, 100 ngàn. Mã số 8, 100 ngàn nha. Số 8, 100 ngàn cho em. Con VIP này các chị mua 4-500 ngàn đó các chị. Em bán tặng các chị 100 ngàn, không ai chốt, em chốt nha, đừng ai chốt của em nha. Con này em chốt rồi đấy. Không chỉ nào chốt, em mới chốt nữa nha. Đừng có bảo là chúc Phương danh chốt với khách hàng nha. Trời đất quý thần tiên tụng ơi. Rồi, con này cho em. Con này, ôi con này đẹp. 7 cho chị Bích Thảo. Má con này đẹp. Má ơi, các chị ơi, con này nó đẹp. Con này lên cho em mã số 9 nhá, khăn áo, số 9. Số 9 cho em nhá, số 9. Con này đẹp quá. Ôi. Con này số 9 cho em. Số 9 100 ngàn. Có cái à, bố mẫu có cái à. Số 10. Trời ơi, con này đẹp không? Số 10 cho em 100 ngàn. Khăn áo nhá các chị, free size, khăn áo free size, con này số 10, 100 ngàn. Con này 11. 11. 11, con đẹp chưa? Ở nhà bạn đây, con này con beo vàng. Số 8 đây, số 8 đây. Đây chị Dung, chị Trần Dung, số 8 đây. 8 cho chị Trần Dung. Con này cho em mã 11 nha, trời ơi con này nó đẹp các chị ơi. Ha, con này đẹp. Con này mã 11 cho em, 100 ngàn. 11, con này mã số 12 nha, 12 cho em. Con này trời ơi. Trời ơi con này nó đẹp. Con này lên cho em mã 12 nha. Phê chưa? 11 cho chị Ngọc Bích. Phê chưa? Các chị nhìn thấy con này phê chưa? Không phê không lấy tiền luôn. Phê chưa? Con này lên cho em mã số 12 nha. 12 có con à? Cái này mấy cái này hàng siêu phẩm có con các chị ơi, không có nhiều à. 12. Rồi con này mã số. Đẹp quá. Chị Bích Thảo có đầm trắng không? Đầm trắng chị chốt con nào nhỉ? Chị Bích Thảo kiểm tra chị đợi Bích Thảo không? Không. Chị Bích Thảo ơi, chốt đầm trắng nào vậy? Hồi nãy chị chốt không được. Con nào? Đầm trắng nhà mình thiếu đâu? Rồi em lên lại đầm trắng cho các chị chốt nha. Chờ chút em lên lại đầm trắng cho. Con này cho em. 12 cho chị Trương Thị Yến. Con này cho em lên cho em mã 13. Mã 13 nha. 100 ngàn mã 13. 13 100 ngàn khăn áo một con à. Con này con rất là mắc tiền. Cái con này mắc tiền dã man luôn. Con này các chị mua 4-500 ngàn một con đấy. Con này chúng tôi bán tặng cho chị 100 ngàn luôn. Chị nào nhanh được. Con này lên mã 14. 14 100 ngàn khăn áo. Con này 15. Khăn áo. Con này con hoàng gia cho em. Con này là con hoàng gia cho em. Phê không? Phê lòi tòi phòi chưa? À, phê lòi tòi phòi lên em mã 15. 100 ngàn. Hoàng gia, hoàng đế gì vô em bán 100 ngàn hết tốt. Đây.
xịt sò con bò chưa? Thôi con này đẹp báo. Con này độc lạ, con này không giống ai hết trơn đấy. Nó không có giống con nào hết. Đó, con này cho em, căn áo, con này lên cho em mã số 16. Rồi, con này 17 nha, con cuối cùng nha. Nghỉ nha, mai bán này. Cái con này là nó đẹp lắm. Con này nó siêu đẹp luôn, các chị nhìn này. Nhìn này. Trời ơi, nó đẹp như này này. Đó, căn áo nha. Con này lên em mã 17 nha. 17, 100 ngàn. 17, 100 ngàn. Rồi, chị nào mà... rồi, dẹp. Quy, ra ngoài bên này đi tính đấy. À, lấy áo trắng đi. 17 đây, 17 chốt đi. Chốt 17 đi. 17 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Ờ, em đây. Mấy cái áo... Mấy cái gì rồi? Mấy cái trắng ấy. Mấy cái áo trắng ấy. Chị nào mà... Ủa, chị chốt áo trắng hay làm trắng? Chị nói chị kêu chốt áo trắng hay làm trắng? Làm trắng ở đây. Làm trắng em có 7 mẫu đây. Nhặt cái con đi đất lên rồi. Cái con này eo từ 65 cho đến eo 95. Lụa Pháp. Đầm trắng form Âu lụa Pháp nha. Từ 45 ký tới 70 ký mang đẹp. Tay siêu bồng cho em. Cái này trên 1 triệu một con. Chúc Phương bán tặng các chị bao nhiêu? 250 ngàn miễn ship cho em. Chúc Phương bán tặng 250 ngàn miễn ship nhá. Chị nào chưa có con này lên mã 1. 250 ngàn miễn ship lụa Pháp form Âu nha. Lụa Pháp form Âu lên cho em mã số 1 nha. Số 1 cái này có 7 mẫu các chị ha. 7 mẫu. Đây, cho em vài con áo thú thiết vào đấy. Đấy cái con mẫu cái gì đó. Rồi, con này cho em số 2. Eo từ 65 đến eo 95, từ 45kg tới 70kg mang đẹp, lụa Pháp nhá. Cái này em bán tặng các chị mặc Tết nhá. Cái này bán tặng các chị mặc Tết nhá. 250 miễn ship, mã 2. Mã 2. Con này mã số 3. Số 3 cho em. Eo từ 65 cho đến eo 95, từ 45kg tới 70kg mang đẹp, lên em số 3. Số 3. Con này số 4. Con này số 4 nhá, tiểu thư nhá. Tiểu thư số 4 cho em. 250 nha. Con này số 5. Số 5. Số 5 cho em. Cổ sơ mi tay bèo như này ha. Tay bèo rất là đẹp các chị ơi. Cái này nó tiểu thư mà nó gọi là hoàng gia ấy, đẹp dã man. Lụa Pháp đỉnh của chóp nha các chị nhá, trên 1 triệu một con đấy, không rẻ đâu. Em bán tặng có 250 thôi đấy, nhận hàng Lidl Mê nhá. Con này số 5, nhận hàng không mê em cho trả luôn. Rồi, con này số 6. Số 6, con này cổ bét nhá. Eo chết, eo từ 65 cho đến eo 90 thôi nhá. Từ 45kg cho tới 7, từ 45kg tới 68kg con này nha. Con này tới eo 90 thôi. Eo chết này, eo chun đằng sau này, cổ bét này. Con này lên em mã số 6 nha. Số 6, 250. Và con cuối cùng nào số 7. Đó, chị gì đây? Chị Bích Thảo ấy. Chị lấy con nào thì chị lên đi rồi mai em giao cho. Đây, con này cho em tay ngắn. Đẹp như này ha. Eo từ 65 đến eo 95, từ 45kg tới 70kg mang đẹp. Con này lên em số 7 nhá. Số 7. Đấy, 250 ha. Đủ rẻ 250, không đủ tiền công may cái áo thôi. Đồ trên lụa Pháp ta bán trên triệu con ha. Em bán không đủ tiền công may cái áo. Rồi, có con trắng đại bàng này, chị nào chưa có thì chốt. Áo của Club Pop. Hàng hiệu. 7 cho chị Bích Thảo. Con này hàng hiệu Fuma. Hàng hiệu Fuma. Size S, size M, size L mặc đẹp hết cho em. Con này lên em mã số 8. Số 8, 70 ngàn. Áo hàng hiệu mà em bán cho các chị 70 ngàn đấy. Kèm đơn nhá. Tức là chị nào có đơn rồi thì em bán kèm đơn 70 ngàn miễn ship. Còn chị nào mà chưa có cái gì ấy mà mua có một cái áo không thì không miễn ship được nhá. Phải mua từ 2 áo mới miễn ship nhá. Mua từ 2 món nhá. Rồi, con này cho em lên em mã số 8. Đại bàng đấy. Rồi, con này cho em. Con này cho em. Con này cũng dạng cửa laptop nha các chị nha. Nó dạng cửa laptop này xinh lắm. Xinh ơi là xinh luôn đấy. Con này size S, size M, size L, XL mặc được hết nha các chị. Mặc free size cho em. 70 ngàn. Áo hiệu nha, con này hiệu Fuma. Số 9 nha, số 9 70. Hoa hồng cho em. Hoa hồng, con này hiệu Fuma. Hiệu Fuma nha, con này hoa hồng cho em lên em số 10. Cái này cửa laptop nha các chị. Cái áo cửa laptop ha. Xinh không? Áo cửa laptop ha. Cái này số 10 cho em, số 10, số 10. Đồ gì? Đồ gì? Tôi giết mày bây giờ. Có con công,
con này con công đây, con công nhé. Áo em mặc là khăn đó chị, khăn áo, cái này là khăn áo, khăn áo này nó 400-500 ngàn một cái á, em bán tặng có 100 ngàn à. Em vừa mới đặt mã các chị không chốt em mặc một người nè. Đấy, con này đẹp lắm. Cái này em mặc là khăn áo đó chị, cái này em bán tặng có 100 ngàn thôi. Hôm nay là vừa bán vừa tặng mà, bán cho vui mà. Khăn áo cho chị Thu Hồng Nguyễn. Đây này chị đấy, khăn áo, cái này khăn áo đấy, khăn áo nhá. Đấy, lột em cái có em trần trụi luôn nè. Em trần như nhộng đấy. Em kiếm cái gì em bơi vô đi. Chứ em ăn trần như nhộng đấy. Em coi có con gì nó đậm đậm không? Có cái gì đây? Ủa cái này là cái gì? Ủa con này là con gì đây? Ủa sao đứa nào giấu ở đây con béo béo đẹp ở đây? Lấy chuốc. Ở đây có con béo béo đẹp lắm các chị ơi. Chị nào lấy béo này không? Em bán tặng cho 100 ngàn thôi. Một con béo béo nha, cái này béo giấu rồi. Má ơi giấu kỹ dã màn giờ mới thấy này. Chị nào lấy con áo béo này thì lên cho em mã béo này 100 ngàn thôi. Free size nhá, béo béo. Béo béo béo. Em mặc vô con đi ha. Mặc vô con đi cho nó đỡ trần trụi nha. Sau mình làm việc. Bèo cho chị Thu Hồng Nguyễn. Cái này nó gọi là khăn áo á chị, vừa làm khăn vừa làm áo á. Nó thích nhất là các chị mặc với lại cái gì nhỉ? Mấy cái đầm maxi á các chị. Mấy cái đầm maxi, đầm dây này kia á. Nó màu đen. Con này nó dạng crop top rồi. Nó màu đen à, nhìn nó màu đen. Nó không biết sợ hở. Còn nó không có đỡ, nó đỡ bị thoáng hiểu không, nhìn này. Nó tự tin đúng không? Rồi tiếp tục bán áo nha. Con này con công. Con công nha. Con công cho em. Con này cho em sẽ SML cho em nhá. Con này cho em 70 ngàn. Con này áo hiệu gì đây? Con này áo hiệu các chị nhá, các chị nhìn này. Cái chất của nó này rất là đẹp nha. Không có bị mà giống như là một lớp nhựa ở trên đây đâu. Đấy. Đấy, thấy không? Nó mềm như vải luôn đấy. Mặc nó không bị chảy chóc gì đâu nha. Đấy, nó in 3D mà. Hàng hiệu mà. Cái này Mucino. Mucino. Đẹp không? 70 ngàn. Hiệu mẹ thì 70 ngàn luôn. Bán tặng cái gì 70 ngàn nha. Ai, người ta bán mấy trăm ngàn, em bán 70 ngàn được không? Bán 11. Bán thế cho mau dầu cái gì nhỉ? Người ta bán mấy trăm ngàn nghèo lắm. Em bán 70 ngàn cho nó mau dầu. Rồi, chúc mừng chị nào chốt được con gấu nha. Gấu đây. Xinh quá. Xinh quá con gấu cho em. Đó, 60-65kg quay về mặc được hết nha các chị. 60-65kg quay về mặc được hết cho em. Con gấu cho em. Lên cho em mã 12 nhá, 70 ngàn. Mã 12, quên đi bán luôn. Quy. Đi bán chứ. Cái quán hàng mà giống kiểu kêu đi chết vậy. Ngây ngất ra vậy. Ngất ngưởng vậy. Con này cho em crop top nha. Con này crop top nè, xinh không? Áo crop top xinh không? Con này con hạt. Cái này gọi là bức tranh con hạt ha. Tranh con hạt. 12 cho chị Trân Võ. Cây tùng cây bách đó chị. Cái này có cây tùng cây bách á. Con này mã 13 nhá. 13. 13 cho em. 70 ngàn 13. Có con ngựa đây. Con ngựa. Con ngựa. Con ngựa cho em nhá. Con ngựa áo crop top ha. Con ngựa mã số 14 nhá. 70 ngàn á. Con này hiệu của Fila. Mắc in Italy ha. Hàng Fila Mắc in Italy. Con này mã số 14. 14 cho em. 14. Con này của Nike. Nike. Con này là long phục xung vầy. Long phục xung vầy đây. Long một con long một con phục xung vầy ha. 13 cho chị Trân Võ. Cờ lóc tóp nha các chị. Cái này cờ tóp này. Cờ lóc tóp nha. Con này mã số 15. 15. 15. 70 ngàn ha. Mã đáo thành công. Mã đáo thành công. 13 là con hạc á. 13 là con hạc á. Con này là mã đáo thành công. Một đùm á. Ai là một cái? Ở như có cái. Như 13 có cái. Thì mẹ để riêng hai cái thùng hạc mà đi bới đi nhoi đấy. Bắt đầu nhoi đấy. Nếu mà lấy ra mà ở trên nó có một cái là mình biết nó có một cái.
Còn nếu mà nó có một cục cột ấy là nó có mấy cái, còn nếu để riêng là có một cái thôi. Rồi con này cho em, con này của Mutino nhá, hàng hiệu Mutino. Cái con này con ngựa các chị nhá, con ngựa đây, con này mã số 16. 13 chị không có chị ơi. 16 cho chị Thu Vũ. 14. Rồi con này có một con duy nhất này, con hạc, con hồng hạc này. Cái con này con hồng hạc các chị nhìn này, hồng hạc đây nhá. Con này có một con thôi đó, con này hàng hiệu Fila. Con này của Fila nhá, Made in Italy đây. Con này cỡ lớp tốt luôn các chị nhá. Đó, 60kg quay về mặc đẹp hết cho em. Lên cho em mã 17 nhá, 17. 70.000 một cái. 70.000 một cái, miễn ship. Miễn ship từ hai cái nha, có 70.000 cái áo hiệu mẹ miễn ship còn ăn cái mẹ gì nữa. Miễn ship từ hai cái đấy, chỉ là một cái không đi đơn được đâu. Em ơi, mai dặn mấy đứa này, áo với lại khăn là phải hai cái mới đi được nha. Còn ví dụ như là người ta có mua đầm ấy. Đây. Ừ. Ví dụ như người ta mua một đầm ấy, miễn là hai món là đi được. Còn như mà đầm không ấy, một cái đầm không thì vẫn đi cho người ta. Còn riêng khăn với áo là phải từ hai món này, mẹ một áo một cái một món là tết đấy. Con này con gà đây. Chị nào tuổi gà, chị nào tuổi dậu ấy. Con gà dậu ấy, con dậu. Dậu dậu. Ở đây có ai tuổi gà không? Chị nào tuổi gà không? Xinh không? Cái lập tốt. Áo hiệu. Con này hiệu của Fila đấy các chị. Cái con này của hiệu của Fila đấy. Dạ, con này xịn dã man luôn đấy. Các chị nhìn này. Nhìn này nó in 3D, 4D, 5D, 8D này. Quần què gì mà nó đã lắm nha các chị. Nhìn này, nó không như các áo không các chị mặc thời gian nó chảy chóc ra đây đâu, không có đâu. Nhìn này, có đâu, áo hiệu ta đi. Áo hiệu chóc mẹ gì. Rồi con này cho em nhá, mã 18 đi. 18, 70 ngàn đi. 18, 18, 70 ngàn. Công thành danh toại. Con này con công nha, mã 19. Mã 19 cho em công thành danh toại đây. Đẹp quá à, chịu gì nói đi. 70 ngàn, 70 ngàn. Mài vô, mài vô. Xinh quá. Lên cho em mã 19 nha. Mày có con hổ không? Có một con gấu duy nhất này. Con này của Adidas. Hàng hiệu Adidas. Adidas là một trong những thương hiệu nổi tiếng không những giày và cả quần áo các chị nhá. Đó. Con này crop top nè. Áo crop top nha. Một áo như thế này chúng tôi bán tặng các chị 70 ngàn. Con này có một con duy nhất thôi, không có con thứ hai nha. Lên mã 20. Mã 20 cho em. À, thế là mình nghỉ ra, mình nghỉ thôi. Sáng mai 8 giờ em sẽ vào live nhé. Hôm nay Trúc Phương live bị mạng ứng nhé, không có live được. À, các chị vào mua hàng mà không có tốt hàng được, bị rớt hết trơn ha. Trúc Phương không có live được, cho nên là phải nghỉ live. À, hẹn các chị vào 8 giờ sáng mai Trúc Phương sẽ live đầm tri ân cuối tháng để trả lương nhân viên. À, rất là mong các chị vào ủng hộ Trúc Phương Nguyễn, bán tri ân rẻ hết cỡ để trả lương nhân viên nha. Mèo, hổ. Rồi cái gì đấy nó nằm trong một thùng đấy má. Con đấy con gấu á. Con hổ của ý. Tao kêu mày lấy áo hổ đâu. Mày áo hổ đâu. Ủa mẹ tao kêu mày áo hổ. Tao bán mày đéo lấy. Mày kêu con gấu là hổ. Tao biết rồi đâu. Tao kêu mày đem áo hổ. Đem mấy con hổ cho tao bán. Mẹ nó đợi tao xuống ngay rồi. Đây. Ở đây có một con đại bàng các chị ơi. Cái này có một con thôi. Cái con này này, con này VIP đó chị ơi. Chị nào lấy con này lấy này. Con này VIP lắm. Má con này em nói thật đấy. Không muốn gỡ ra luôn á. Không muốn gỡ ra luôn các chị, con này VIP lắm. Con này không phải cái lỗ top đâu. Con này áo nó tới qua cặp quần á. Con này hàng hiệu Mutino. Một con duy nhất nha các chị, không có con thứ hai đâu. Hết rồi. Không có con thứ hai nha, hàng hiệu mà đâu có phải hàng bình thường đâu mà có nhiều. Cái chất của áo nó phải xịn lắm nó mới lên được cái con đại bàng như này ha. Em bán tặng 70 ngàn, mã 21. Mã 21 nha. Mã 21. Có một con hổ nữa này. Con này con hổ này. Con này nó có phải con tốt nha. Con này nó qua cặp quần nha. Thôi nghỉ khỏe đi. Con này con hổ này. Con này nó qua cặp quần ha. Đẹp không? Con này mã số 22 cho em. Con này 65kg quay về mặc đẹp hết nha các chị. Mặc form rộng đẹp hết. Size S, M, L, XL. Size S, M, L, XL cho em. Cái này hàng hiệu Fuma. Hiệu Fuma cho em nha các chị nha. Áo hiệu nha. Áo hiệu cho em nha các chị nha. Xịn sò con bò ha. Dề lắm. Áo hiệu ta bán mấy trăm ngàn đi. Bán 70 ngàn đó các chị. Bán rất vui ha. Đó. Chị nào lấy con nào lấy nhá. Con này bàn có một con 21 này. Còn con hổ là con 20 này. 70 ngàn cái này. Đấy. Chị nào lấy cái nào lấy nhá. Cho chị Thu Vũ. Đây. Hổ có hai con thôi. Chị nào lấy nhanh còn tận hết nha.
Hồi có hai con thôi, đây chú con, còn con đây. Mấy bàn có một con đây thôi nhá. Hết rồi, cà phê không có nhiều đâu, mấy cái này hàng hiệu mà không đâu có nhiều. Rồi, thôi em xuống ngay nha, nghỉ ngơi sớm đi ha. Ngày mai mình sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ cái gì nhá. Vào lúc 8 giờ ha. 22 là con đại gì bàng ấy. 22 cho chị Thu Vũ. À, hay là 21 chốt rồi mà, 21 là con... Đó. Con coi coi, phải là 21 là con gì không? Hay là 21? 21 hôm 2? Con đó con đại bàng nói nhiêu? Vậy cái con đại bàng là mấy? Vậy chị chốt bao nhiêu? Chị nào chốt thì Thu Vũ thứ 2 đúng không? Ok. Vậy là con... 21 là hết rồi đúng không? 21 là con gấu hết rồi. 21 là con hổ, 20 là con gấu. 21 là con hổ. Cái lùng què gì đấy, con này con gì? Con hổ. Ai đây, con hổ còn con đi. 21 cho chị Nguyễn Hường. 21 con hổ đi. Đấy, hổ của em đọc khổ không lên hổ, lên 21 hôm nay khổ các chị. Trời ác em, còn con hổ nào nữa không? Khổ. Có mày đem con hổ tiểu năng đi, mày tốt cho mày đấy. Con này giống con chó thông thường nhà tao quá. Con này là con beo. Con đó là khủng long. Cái gì khủng long? Khủng long. Khủng long đúng rồi. Con này con gì vậy? Con beo. Con beo. Con gì không chơi con này đâu chán lắm. Có con gì là lạ không? Con này con gì? Khủng long. Khủng long là cầm vô đi, cầm vô hai con khủng long vô đi. Má à, khủng long mới chịu. Có con gì chất thất không? Mấy đứa mày mắt đủ mắt nhìn trai thôi, không biết con gì chất hay không rồi. Đi thôi, đem vô. Cầm vô. Lại lên live con, đưa like, đưa lên live con. Mấy đứa này bảo nó tìm, bảo nó tìm cho kiếm mấy con chất thất. Nó tìm mấy cái con chị không thấy cái chết nó nằm ở trong đấy à? Ủa ông bà con ơi, bà tao kêu ông Sơn thấy con thất thất, ông kêu lấy chim mà chim áo vàng giống ông thề luôn đó trời. Em là móc đâu hết chỗ móc đâu vậy? Ê con gấu còn đi, ai cột vậy? Đưa lên like đi con, đưa lên like chị cái này. Chị ơi khủng long, mặc vô trong đây vậy con. Thôi dẹp đi, đây khủng long. Khủng long này, thôi quên cái này, khủng long, quên xin. Khủng long. Khủng long cái đầu mày cứ mệt quá. Đây, khủng long đây. Khủng long trước. Mẹ khủng long. Tao đó nhiều chứ mày cứ chọc tao mẹ, nó là khủng long bây giờ. Khủng long. Khủng long chị ơi, con quỷ đấy, nó cứ nông làm em nông, mẹ nông ốc rồi. Con này khủng long cho em, có hai con thôi, hàng hiệu Phila. Chị nào nhanh còn xong hết, nó còn lại xinh nhỉ, còn lại bị tất. Ôi chất lắm. Con này khủng long cho em lên mã 23 đi. 23 cho em đi. Dẹp con. Mày dẹp chứ ba. 23 đây để vô số 3 đi cho nó nhớ. Vậy đó. 23 nha. 70 ngàn thôi. Chú con bán tặng 70 ngàn thôi. Khủng long. Cố sen ngựa hoàng gia. Hàng hiệu Mucino. Hàng hiệu Mucino. Cái này cố sen ngựa hoàng gia. Con này nó qua cặp quần nha. Con này qua cặp quần nha các chị. Đây, hàng hiệu của Mucino. Con này qua cặp quần nha, không phải cả laptop đâu. Đây, qua cặp quần đây. Con này cho em nhá, 70 ngàn. Con này lên em mã số 24. 24 nha, 24 đấy. 23 cho chị Nguyễn Hường. Từ từ giữ của con, ở dưới của con. Khủng long có hai con. Đưa con khủng long cho em. Khủng long bị bắn nó cũng rời đâu rồi. Đây, đưa khủng long nhé. Đây, khủng long 23 đây. Đúng, con chim. Các chị ơi, con này xinh lắm. Con này xinh lắm nha. Quý ơi, có tôm hàn đầy đến nhà rồi Quý ơi. Bằng một ơi. Xinh lắm. Đừng vậy. Trời ơi, con này hàng hiệu Phila, con này báo xinh. Em chốt con này đi. Con này qua cặp quần nha. 65kg quay về mà ok hết nha các chị. Xe SML, XL. Ôi, con này báo xinh. Con này hàng hiệu Phila các chị nhá, nhìn này mắc in Italy, cái tem của nó bé lắm. Dạ cái tem hàng hiệu bé lắm các chị, bằng bàn tay à. Vậy đó. Con này mã số 25. Mã 25 nha. Ôi,
25, 70 ngàn thôi, 70 ngàn. 70 ngàn nhá, 70 ngàn. Chị nào hai đủ hai món em mai đi đơn luôn. Chị nào đủ hai món, dẹp dẹp ngay vô. Chị Thu Hồng Nguyễn. 25 lấy chim ngoài kia, lấy chim. Rồi chim. Chim vàng. Mày béo Sơn ha, mày chốt. Béo Sơn nó chốt kìa. Chim vàng. Trời ơi, nó dễ thương gì đâu, trời ơi. 25. Kìa, có người chốt chim nữa kìa. Chim vàng 25 kìa. Chị Như Vy. Con này cưng cưng nhảy, con chim cưng ghê. Trời ơi, con này cưng quá. Ê, mày lấy cái villa nha, mày lấy cái villa. Lấy cái villa nha em ơi. Villa, đẹp quá. Ê ơi, đẹp lắm chị ơi, nhìn này. Trời ơi, đẹp lắm, dễ thương lắm các chị ơi. 3D nha các chị. Nhìn này, cái này 3D nha các chị. Nhìn này, các chị mặc nó không có bị chảy chóc da như là cái chị đang mặc áo thun bình thường các chị mặc đâu nhá. Tại vì đây là hàng hiệu á, nó in 3D nhá các chị nhá. In 3D nhá, đá như này. Thấy không? Nó không có bị như là các chị mặc thời gian là cái nhựa ở trên cái hình á, nó tóc vào không có đâu. Không có đâu, cái này hàng hiệu nhá. Con này mã số 25 đấy. 25 sao? Ủa, con này đang 25 mà. Đã qua đâu có quỷ, chụp cười lên. Nó mang hết rồi. À, có con mèo. Đây, có mèo này, Fila. Con này của hàng Fila luôn này, đẹp chưa? Con này có mèo, dễ thương quá không? Trời ơi, 26. Ê, con này có laptop đây. Các chị ơi, con này có laptop nha. Cái này mua cho con gái, cháu gái, em gái, chị gái, hàng xóm gái. Áo có laptop. Áo có laptop nha, mặc đến cái cặp quần ấy xinh lắm. Mặc quần váy, chân váy, yếm nọ kia đều được ha. Đấy, rất là cưng cho em. 70 ngàn một cái, hàng hiệu Fila. Đẹp quá, made in Italy nhá. Cái này eo từ, không phải eo, size S, M, L, XL, 60-65 cái quay về mặc được hết nha. Cái này mã 26 nha. Mã 26 cho em. Mã 26 các chị nhá. 70 ngàn các chị nhá, 70 ngàn. Miễn ship từ 2 món nha các chị. Miễn ship từ 2 món nè. Quý Quý, dọn ra đây Quý ơi, nghỉ thôi Quý ơi. Điệp cho chị Như Vy. Rồi ok chị, em miễn ship cho mua đi. Có 2 món được miễn ship, yên tâm. Cứ hai món em miễn ship thôi. Còn đầm thì mua một cái thôi. Tại mấy cái áo em bán mấy chục ngàn ấy, nó rẻ quá, tụi em lại miễn ship nữa. Tụi em đâu có còn cái gì đâu mua đầm mua áo đúng không? Cho nên là nhà em bán lời có mấy ngàn cái à, lời có mấy đồng à. Cho nên là miễn ship rồi đi hai món lên nữa. Chứ còn ít quá, tụi em không còn cái gì để đi thôi. À, mai giao cái nịt với lại cái áo cho chị Như Vy đấy em ơi. Cái nịt 120 chị á, cái đai 120, còn cái áo là 70 ngàn. Mai em miễn ship luôn cho. Nhà em có lấy tiền ship của khách ít khi lắm, thậm chí người ta không nhận hàng, em còn trả cái tiền ship luôn đấy, buồn trả cái tiền ship luôn đấy. Ví dụ như những người người ta mua hàng về đến nhà ấy, xong người ta không có tiền lấy ấy, người ta bảo thôi cho ta trả tiền ship á, khỏi lấy luôn. Nhiều khi người ta cứ nhét vào tay của shipper ấy. Cái shipper người ta gọi điện cho nhà em và thế thôi, anh cầm uống cà phê luôn. Nhà em không có lấy tiền của khách hàng đâu. Không có lấy tiền ship của khách hàng một xu nào hết. Đấy, nếu mà người ta cứ nhét vào tay anh thôi, cái đấy cái lộc, anh cầm uống cà phê đi. Nhà em vậy cái gì? Làm ăn lỗ nhưng mà cái gì đã cái đấy ha. Cái gì đã cái đấy, không có vớ vẩn được ha. Không có vơ vào được. Đấy. À, cảm ơn các chị yêu nhá. Hôm nay chú Phương bị không có like được đầm ha, vì là do mạng nó không có ổn định nhá. À, toàn là những khách buổi tối vào không xem được. Cho nên người ta ấy nó nghe vậy là ban đêm nó xem được à? Vậy mấy mốt người ta phải mình phải like trễ à? Mẹ like trễ thì thế nào mới like? Mọi yếu không? Nó do các quang nó bị cá mập cắn đứt rồi. Hay con quỷ nào đánh háng cắn đứt rồi. À, không có like được các chị bị mạng yếu á. Không biết là sáng mai mạng ổn định không? Chú Phương bán tri ân cuối tháng để trả lương nhân viên á. Cầu xin là sáng mai like được. 8 giờ chú Phương sẽ vào like tri ân đầm nhá. Đầm rồi khăn đủ thứ các kiểu ha. Các kiểu con là điều luôn. Này tình yêu ơi, hôm nay nhận được hũ kẹo của chị ở đây mà chưa kịp cảm ơn anh chị đây. Em ngậm từ tối giờ mấy cục rồi, rất là ok, cái họng rất là dễ chịu, không có bị khô họng, nó không bị khô họng à. Cái hiệu này em có ngậm qua rồi chị, nhưng mà nó không phải là cái mùi này. Em có ngậm qua hiệu này rồi, thậm chí có chị ở Mỹ gửi cho em hiệu này rồi nhá. Đấy, nhưng mà cái loại chị đấy gửi thì nó khác cái mùi này. Cho nên là cái vị của nó có nhiều cái vị nó quá tua, làm mình ngậm không để được, nó mút răng, không thể ngậm được. Còn cái này em ngậm được, chứ còn cái hiệu này em có ngậm qua rồi. Em có ngậm qua nhiều rồi,
cái mà cái mùi này này nó làm cho mình dễ chịu, nó không có ngọt quá và không có bị cay mà cũng không bị khó chịu gì hết, làm cho cái họng của mình nó đấy, từ tối giờ mấy cục đây đang bảo coi có ai chọc máy gì ông chửi cho nó sướng ấy, mà hôm nay hiền mạng yếu chị ạ. Hôm nay chị ân cuối tháng để trả lương nhân viên thì mạng yếu, chẳng có ai xem được, người ta văng ra hết trơn chị ạ. Đông người xem lắm, em chạy quảng cáo tối nay 2K quảng cáo luôn đấy, người ta còn chạy quảng cáo chia sẻ bài ấy, 7.000 lượt chia sẻ luôn đấy, đông người xem lắm, nhưng mà bị không xem được, vào nó đơ đã chạy ra hết rồi, chẳng like được gì ạ. Chẳng có like được đấy, được có mấy trăm comment rồi đấy. Xong rồi bây giờ đám vừa vào gần mấy cái căn ta vui vậy thôi ấy, rồi xuống like, mai 8 giờ vào like chị ơi. Cảm ơn chị rất nhiều nha, cảm ơn anh chị rất nhiều nhá, đã nhớ đến em và tặng cho em một cái hũ kẹo rất là thích nha, em rất là thích. À, từ nãy giờ đang đợi xem có ai chọc quái gì không để chửi coi xem nào này. Các chị ơi, đã có người đại thọ kẹo cho em để chửi cho nó trong, chửi cho nó lưu loát. Trời ơi, chị ơi, cuối tháng trả lương nhân viên này, chị ơi, không ai được cái tiền đâu trả lương nhân viên này. Trả lương nhân viên có ít hơn chị, có vài trăm củ. Và trăm củ, không like được rất bé luôn. Không like được là tích luôn á. Là thôi, hơi đáng nha. Sáng mai 8 giờ em phải vào like để tranh thủ á. Bây giờ là tranh thủ sắp xếp công việc, nghỉ sớm để mai 8 giờ vào like. Cảm ơn các chị yêu đã giúp em ủng hộ hàng, cũng như giúp em về mọi mặt nha. Chấm bài, chia sẻ bài và ủng hộ hàng cho em. Và đặc biệt là cảm ơn anh chị Store Tiền Đầm đã tặng em một hũ kẹo rất là thích luôn. Rất là thích. Có những chị ở ngoài Hà Nội cũng gửi cho em nào là chanh đào, chanh này kia, em ngậm cũng ok lắm. Cũng ok lắm, cảm ơn các chị rất là nhiều. Đấy, kẹo này thì em chắc là nghĩ là các người là ngậm kẹo này lâu dài được này. Hợp với tháng em rồi chị ơi, hợp với tháng em nhé. Cảm ơn các chị rất nhiều. Rồi bữa nay thì là em chửi em bị ngon rồi đấy. hóng đợi một cái live show chửi của Thúc Phương. Rồi, bye bye các chị yêu nhé. Hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng mai nha. Bye bye nha. Bye bye, hẹn gặp lại các chị yêu nha. Chúc các chị ngủ ngon nha. Bye bye.